100.000 năm rồi. Ta đã ở luyện khí kỳ này 100.000 năm rồi. Vậy thì đã sao chứ? Cho dù không thể tu luyện, người vẫn là vô địch thiên hạ mà. Ngay cả đệ tử người dạy bây giờ cũng vô địch cửu thiên rồi. Đệ tử trở về bản chất, đại đạo quy về một, thiên mệnh đã thành. Năm xưa Thanh Đế tỷ tỷ chỉ là cây liễu bình thường, nhờ nghe ngài gảy đàn mới ngộ đạo sau một đêm. Còn nữa, còn cả yêu đế ca ca, tên nhóc này cũng có linh tính lắm. Chết thì phí thật. Cá vượt Long Môn, từ nay bổn đế sẽ không bị trói buộc nữa. Ha 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 ha. Một con cá chép đã vượt Long Môn, trở thành chí tôn yêu tộc cửu thiên. Còn nữa, còn cô nhi ngài cứu 40.000 năm trước, một kẻ không có môn phái, không có chỗ dựa, cũng đòi tranh đoạt đế mệnh với bổn tôn. Giới chủ, sao phải nhiều lời với người chết, xem lão nô giết hắn đây. Hai con chó một con châu chấu cũng dám bắt nạt đồ đệ ta. Sư tôn, sư tôn, tu sĩ luyện khí kỳ đủ để giết ngươi. Để bảo vệ cậu nhóc đó thành đế, ngươi đã giết giới chủ cửu thiên, bất chấp đánh vỡ thiên địa nên mới có cửu thiên thập địa. Sau đó còn có nhân hoàng võ đế tung hoành thiên hạ, không lâu nữa con cũng sẽ phi thăng cửu thiên như hai người đó. Tiểu Thanh sẽ không phụ kỳ vọng của sư tôn, sẽ có ngày tiểu ngư sẽ thống nhất yêu giới cửu thiên, tôn xưng sư tôn là yêu giới đạo tổ. Sư tôn, đồ nhi đi đây. Còn ta sẽ như trước kia, chìm vào giấc ngủ. Chủ nhân, người yên tâm, tiểu hắc sẽ đợi người ngủ say mới phi thăng khỏi đây. Chủ nhân, ta cũng phải đi rồi. Ha 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 ha, ta đã đợi 3.000 năm, cuối cùng cơ hội cũng tới. Tiên tộc, không ngờ xúc sinh ngươi cũng có mắt nhìn đấy. Các ông tới làm gì, còn làm gì được nữa. Đương nhiên là đợi hắn ngủ say, sẽ hấp thu bí mật trong não hắn. Một lũ tiểu nhân muốn động vào chủ nhân thì phải bước qua ta đã. Một con chó trong nhà cũng giống bán đế, không hổ là đế sư nổi tiếng cửu thiên. Chỉ tiếc là cô muốn ngăn cản bọn ta một mình thì chưa đủ tư cách đâu. Chủ nhân, người bảo vệ tiểu hắc nhiều lần rồi, lần này để tiểu hắc bảo vệ người. Hồn cháy, thiêu cháy đế mệnh, mau cản cô ta lại. Không được để hắn chạy, mau đuổi theo. Tiên tộc to gan quá, khí tức này, võ đế, mau chạy đi. Chạy đâu hả? Không cử động được, không đi được. Ngươi muốn làm gì? Chạy đi, ngươi thích chạy lắm mà. Sao không chạy nữa? Ngươi, buông ta ra. Sở đại thế tử, bổn thiếu gia cho ngươi cơ hội cuối. Chỉ cần ngươi đi tìm thái thượng trưởng lão để nhường chức thế tử, sau này ta sẽ không gây sự nữa. Cha ta nói không được nhường chức thế tử. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thằng ngu, đánh tới khi hắn đồng ý cho ta. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Một con chó cũng dám sủa ta, đưa đao đây, đừng mà. Hai con chó một con châu chấu cũng dám bắt nạt đồ đệ ta. Chủ nhân, người bảo vệ tiểu hắc nhiều lần rồi, lần này để tiểu hắc bảo vệ người. Không ngờ trong lúc ta say ngủ lại xảy ra chuyện như vậy. Đồ chó ngu, xuống dưới đợi chủ nuôi đi. Muốn xử nó, đã hỏi ý ta chưa? Vậy mà ngươi không ngốc, ngươi nghĩ sao?
không ngốc càng tốt, ta khuyên ngươi nhưng trước Thế Tử ra. Nếu không thì sao? Dừng tay lại. Ca, huynh không sao chứ? Sở Linh Nhi, tên này là dã chủng cha cô nhận nuôi. Cô bảo vệ hắn làm gì? Ta chỉ biết huynh ấy là ca ca ta, Thế Tử nhà họ Sở ta. Thế Tử? Một thằng ngu mà cũng xứng à? Dù sao đi nữa, ta cũng là Thế Tử nhà họ Sở. Còn ngươi? Ngươi? Sở Linh Nhi, cô bảo vệ hắn một lúc, có bảo vệ được cả đời không? Không cần ngươi lo. Đấy là chuyện của ta. Được được, hôm nay ta muốn xem cô bảo vệ hắn thế nào. Chia người ra cản cô ta lại, số còn lại đập thằng ngốc này cho ta. Linh Nhi tiểu thư, cần gì phải vì thằng ngốc này. Những gì các người làm hôm nay, ta sẽ bẩm báo lại với cha. Tùy cô, dù gì ta cũng không sợ. Được. Đánh lộ thế này, ra thể thống gì? Nhị trưởng lão, 3 ngày sau là tỷ thí gia tộc, có ân oán gì thì giải quyết trên lôi đài. Ta muốn giải quyết, chỉ sợ ai kia không dám tới. Được, 3 ngày sau gặp nhau trên lôi đài. Không sao, một con châu chấu luyện khí kỳ thôi, ta đủ sức đối phó hắn. Ngươi, ta bảo rồi, có ân oán gì thì giải quyết trên lôi đài. Ta là châu chấu đấy, xem 3 ngày sau ngươi xử lý ta thế nào. Chúng ta đi. Lão phu cứ tưởng cậu sẽ ngốc cả đời, không ngờ hôm nay cậu hồi phục rồi. Nhưng cậu không nên khiêu khích Sở Thần, tên nhãi này lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay cậu khiến cậu ta mất mặt, e là sau này cậu ta sẽ báo thù. Vậy ta nên để hắn bắt nạt mà không đánh trả à? Đúng đó, rõ ràng chức Thế Tử là của ca ca ta, mắc gì phải nhường hắn. Không nói vậy được, tuy ca ca cô là người thừa kế gia tộc, nhưng theo quy định người khác thách đấu thành công cũng có thể lấy vị trí này. Bây giờ Sở Thần đã là luyện khí bát phẩm, còn Sở Dương mới hồi phục lại, vẫn chưa tu luyện, nếu đấu với cậu ta e là sẽ mất mạng vô ích. Trưởng lão, ta xin nhận ý tốt của ông, nhưng bảo ta đầu hàng trước ta không làm được. Không sao, 3 ngày là đủ đối phó với châu chấu đó rồi. 3 ngày giải quyết Sở Thần. Ca, tuy Sở Thần hơi ngang ngược nhưng thực lực không tầm thường, không chỉ tu vi luyện khí bát phẩm còn là đệ tử cửu trưởng lão võ tông được võ đế truyền dạy. Huynh đừng bốc đồng, đệ tử võ tông võ đế truyền dạy. Đồ nhi đã lập ra võ tông, muốn lập người làm đạo tổ, không biết người có đồng ý ra mặt không. Không ngờ một tên kém cỏi cũng được trưởng lão nhận làm đệ tử, xem ra 10.000 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Không sao, dù hắn là ai, muốn ta không đánh đã hàng, ta không làm được. Ca, huynh đừng hấp tấp. Yên tâm, ta không hấp tấp, nếu muội không tin 3 ngày sau ắt sẽ rõ. Nhưng được rồi, ta mới hồi phục giờ hơi mệt, ta về nghỉ ngơi đã. Được rồi, ca ca cô mới hồi phục, không chấp nhận mất thân phận được, về nói với gia chủ, bảo gia chủ khuyên cậu ấy trên lôi đài đao kiếm không có mắt. Sở Thần là NGUOI thế nào cô cũng biết mà. Tái tạo thần hồn, lay chuyển căn cơ, mấy tên tiên tộc ra tay ác thật, ngay cả mình cũng bị ảnh hưởng. Dao động căn cơ, chủ nhân. Yên tâm, bổn tôn sẽ chữa cho con, đưa con quay về đỉnh cao. Trong 10.000 năm qua, ta quan sát trời đất biến hóa, quy luật thay đổi. Mới 30.000 năm, người ở cửu thiên thập địa đã không nhận ra bổn tôn nữa. Vậy được, các ngươi chờ mà xem. Ca, tỷ thí gia tộc bắt đầu rồi, nhanh vậy à? Ca, hay chúng ta đừng đi nữa, giữ được núi không sợ không có củi. Đúng đó Dương Nhi, tuy con đã khôi phục thần trí nhưng tu vi chỉ là tờ giấy trắng, đấu với Sở Thần không khác nào lấy trứng chọi đá. Nghe lời cha, chịu thua đi. Có cha ở đây, cho dù sau này con không thể thành gia chủ, ít nhất cũng có thể làm trưởng lão. Sở Thần là người có thủ tất báo, nếu con liều đánh rất có thể hắn sẽ ra tay ác độc, khi đó
con biết mọi người muốn tốt cho con, nhưng một sở thần chưa đủ khiến con lùi bước. Cha, làm sao giờ? Nếu nó muốn đi, thì cho nó đi đi. Chịu thiệt chút cũng tốt, nhưng có thể sở thần sẽ giết huynh ấy thật đấy. Yên tâm, có cha ở đây, cậu ta không dám lỗ mãng như vậy. Thần thiếu gia, cửu trưởng lão, thần nhi được ông truyền dạy, bách chiến bách thắng, trong những người cùng thế hệ hoàn toàn không có đối thủ, thầy giỏi dạy trò hay. Nhưng ta nghe nói, tuy sở thần có thành tích như vậy, cũng không phải thế tử sở gia mấy người. Trái lại, để một thằng ngốc làm thế tử của sở gia mấy người. Cửu trưởng lão yên tâm, đó chỉ là lúc trước, sau hôm nay thế tử chắc chắn sẽ là thần nhi. Sau này sở gia bọn ta còn phải nhờ vả cửu trưởng lão nhiều. Thế tử một gia tộc thì đáng là gì? Lão phu bồi dưỡng sở thần là để sau này nó trở thành thế tử võ tông, tiếp quản võ tông. Sao vẫn chưa kết thúc? Sở Dương vẫn chưa đến. Sở Dương là tên thế tử ngốc của sở gia mấy ông. Đúng vậy, đừng phí phạm thời gian với tên ngốc đó nữa. Mau tuyên bố kết quả đi, lão phu còn phải dẫn sở thần về võ tông nữa. Vâng. Thế tử Sở Dương từ bỏ cuộc thi, nếu vậy sẽ coi như là nhận thua. Thật đáng tiếc không thể tận tay giết tên ngốc đó. Bây giờ ta tuyên bố người thắng cuộc tỷ thí. Gia tộc Sở gia là ai nói ta nhận thua? Không ngờ tên ngốc này đến thật. Nghe nói cậu ta đã khôi phục thần trí, còn muốn khiêu chiến sở thần, không biết có phải thật không. Khiêu chiến sở thần, ta thấy hắn không ngốc mà là điên rồi. Bổn tôn còn chưa lên sàn, ai dám phán thua, đúng là làm loạn. Người đâu, đuổi hắn ra cho ta, kẻo hắn làm sở ra chúng ta mất mặt trước mặt cửu trưởng lão. Đợi đã, tên ngốc này không phải muốn tìm chết sao? Ta sẽ cho hắn một cơ hội. Nếu cậu ta muốn chết thì cho cậu ta chết là được. Cửu trưởng lão nói đúng, nếu thằng nhóc này không biết trời cao đất dày, để thần nhi dạy dỗ cậu ta cũng được. Nếu vậy, ta tuyên bố trận cuối cùng trong tỷ thí gia tộc sở gia, sở thần đấu sở dương, bắt đầu. Không ngờ thằng ngốc như ngươi cũng dám đến tìm chết thật. Nói là giải quyết ngươi trong 3 ngày, sao bổn tôn có thể nuốt lời? Bổn tôn, một tên ngốc cũng dám tự châm biếm thật, có dám hay không là việc của ta, muốn đánh thì đánh, đừng phí lời. Cho bổn tôn thấy thực lực của ngươi, ta còn định tha mạng cho ngươi. Nếu mày quyết tâm muốn chết thì bổn thiếu gia sẽ thỏa mãn ngươi. Phong Lôi Kiếm. Ca ca, cẩn thận, tại sao tên này lại ngẩn người? Sở thần được lão phu truyền dạy, trận chiến này không có gì hồi hộp hết. Nhưng lão phu không ngờ một kiếm của nó đã khiến đối phương sợ không thể cử động. Rõ là vậy rồi. Sở thần muốn giết Sở Dương thật sao? Ca ca, huynh mau tránh, huynh mau tránh đi. Đại ca, bao nhiêu người đang nhìn đấy, cửu trưởng lão cũng ở đây, huynh sẽ không phá quy tắc chứ? Chết đi. Không thể nào, đây là chiêu tất sắc của ta, sao ngươi có thể cản được? Đây chỉ là một kiếm của luyện khí kỳ thôi, có gì mà không thể? Giả ma giả quỷ, ngươi có giở trò thế nào cũng chỉ là một người phàm. Người phàm, vậy thì ngươi nhìn kỹ đây, khí tức tiên cổ. Trong phạm vi 5 dặm, toàn bộ linh khí trong đất trời đều dồn về phía nam nhân này. Tu vi của cậu ta bắt đầu tăng lên rồi. Luyện khí kỳ tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, đây là phép thần thông gì vậy? Sao tốc độ thăng cấp lại nhanh như thế? Đáng sợ quá rồi. Đây là tu vi mà ngươi nói đúng không? Trong mắt bổn tôn cũng chỉ là thứ muốn có là có thôi. Luyện khí kỳ thất phẩm, chỉ trong 10 giây từ kẻ vô dụng tới luyện khí kỳ thất phẩm, luyện khí kỳ cửu phẩm. Gia chủ, Sở Dương thắng rồi, ha 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 ha. Thắng rồi, bổn thiếu gia được võ đế chân truyền, giết ngươi chỉ như giết gà giết chó. Cái gì? Vô dĩ muốn chơi với ngươi thêm một lát, nhưng ngươi quá yếu,
Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Luyện khí kỳ bát phẩm cũng chỉ đến vậy. Tuy bổn thiếu gia đã thua, nhưng vẫn là đệ tử chân truyền của võ tông. Còn ngươi chỉ có thể bị nhốt trong sở gia cả đời. Một kẻ vô dụng như ngươi có tư cách gì sỉ nhục bổn thiếu gia? Hôm nay bổn tôn sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác của kẻ vô dụng. Nghiệt xúc, đồ đệ ta có năng khiếu trời ban, được võ tông truyền dạy. Nếu ngươi dám phế nó, lão phu sẽ băm vằm ngươi ra. Võ tông, dù là tổ tông võ đế của ông tới đây cũng không dám nói câu này với bổn tôn. Ngươi, lão phu giết ngươi. Người này phế đồ đệ của ta, sỉ nhục tổ tiên võ tông, tội đáng muôn chết. Sở gia chủ, ông dám ngăn cản lão phu, Dương Nhi còn trẻ, nói không biết điều, mong ông nể tình sở gia, cung phụng võ tông hàng trăm năm mà tha cho nó. Sư tôn, báo thủ cho đồ đệ. Hôm nay lão phu phải giết người này. Thằng súc sinh, chết đi. Cửu trưởng lão, ông đừng ép ta. Đại hoàn linh đan, Sở Thanh Vân, huynh điên rồi. Vì một thằng con nuôi lại hiến tế linh dược bảo vệ sở gia chúng ta. Đại hoàn linh đan, sau khi dùng nó, tu vi sẽ tăng gấp đôi trong thời gian ngắn. Vì thằng con hoang này, có đáng không? Lẽ nào ông không sợ bị linh dược phản phệ mà bỏ mạng sao? Nhiều năm qua, ta đã coi Sở Dương như con ruột mình. Vì con mình, đừng nói là tính mạng, dù phải đánh đổi cả sở gia cũng được. Được, coi như ông ác. Sư tôn, đồ đệ không cam tâm. Yên tâm, có sư tôn ở đây, chắc chắn có thể chữa cho con. Cứ gác lại mối thù này, sau này con sẽ đích thân báo thù. Vâng, Sở Dương, đợi đó cho bổn thiếu gia. Không lâu sau, bổn thiếu gia sẽ đích thân đánh về sở gia. Khi đó, ta xem ai có thể bảo vệ được ngươi. Chuyện này không cần lâu vậy đâu. Nghe nói vài ngày nữa là ngày nạp hiền của võ tông. Lần này, bổn tôn sẽ đích thân tới đó. Thứ con hoang có ý đồ xấu xa như ngươi cũng muốn gia nhập võ tông, ngươi xin nói mộng. Bổn tôn muốn vào võ tông, không ai cản được. Ca ca, nếu một mình huynh đến võ tông, ít người thưa sức, sở thần và lão giả xấu xa kia là sẽ gây bất lợi cho huynh. Đúng vậy Dương Nhi, con vẫn nên ở lại sở gia trước, ít nhất đợi đột phá trúc cơ kỳ rồi đi. Vậy thì con còn có năng lực tự bảo vệ. Yên tâm, trong võ tông dù là đại la kim tiên giáng thế cũng không làm gì được con. Thiên phú cấp 2, không đạt. Người tiếp theo, không đạt chuẩn. Tiếp theo, thiên phú cấp 3, không đạt. Tiếp theo, 3 cấp mà cũng không đạt à? Điều kiện nhập môn thế này thì hà khắc quá rồi, xem ra ta chết chắc rồi. Không ngờ sau nhiều năm lại thành bổn sư tôn ngước nhìn ngươi. Không ngờ thằng vô dụng nhà ngươi dám đến đây tìm chết thật. Sở sư đệ, biết người này à? Tất nhiên là biết, đây là thế tử ngốc nổi danh của sở gia ta. Thì ra là thằng ngốc ở Thanh Thành, ngốc mà cũng muốn nhập môn, đúng là người si nói mộng. Xem ra thần thiếu gia vẫn luôn nếm mùi đan điền vỡ nát. Ta nói ngươi biết, đan điền của bổn thiếu gia đã được sư tôn chữa lành, còn nhờ họa được phúc đột phá trúc cơ cảnh. Ngươi có lợi hại đến đây cũng chỉ là luyện khí kỳ nho nhỏ, ngông nghênh trước mặt ta đúng là muốn chết. Ai đang gây ồn? Xem ngươi chết kiểu gì. Sở Dương của sở gia Thanh Thành, ta muốn vào võ tông. Theo lão phu, ngươi không tới để tham gia khảo hạch, ngươi tới gây sự thì có. Lão Cửu, ông biết hắn à? Sao mà không biết, tên này tính tình tàn bạo, phế ái đồ của ta, ai cho hắn vào võ tông? Là đối đầu với ta. Lui xuống đi, võ tông không chào đón ngươi. Võ tông khai sơn lập phái, ai ai cũng tham gia khảo hạch được, vì sao không cho ta cơ hội? Chỉ thiên kiêu mới có tư cách vào võ tông. Ngươi xứng à? Ông nghĩ thiên kiêu là gì? Hôm nay bổn thiếu gia cho thằng chó quê mùa nhà ngươi mở mang tầm mắt. Cái gì gọi là thiên kiêu? Trời ạ, thiên phú cấp 7, thiên phú cỡ này trong võ tông cũng không ai bằng đấy. Lão Cửu, ông đã nhặt được báu vật rồi. Khá lắm,
có thiên phú bậc này, tương lai Sở sư đệ sẽ trở thành rừng cột trong võ tông đấy. Thấy chưa, đây chính là thiên kiêu, ngươi có dốc sức cả đời cũng không vươn tới được. Ta còn tưởng ghê gớm lắm cơ, ăn nói ngông cuồng, ngươi dám thử không? Để một bức tượng kiểm tra ra thì là thiên kiêu gì chứ? Nếu bổn tôn ra tay, sẽ khiến bức tượng thần phục. Tiểu tử ngông cuồng, ngươi chán sống rồi. Bức tượng này là thủy tổ của võ tông, tượng của nhân hoàng võ đế. Trong này có đế uy. Võ tông trường tồn được mấy vạn năm, đều nhờ bức tượng võ đế này che chở. Sao có thể để cho thằng danh nhà ngươi sỉ nhục được? Nhiều đời tông chủ võ tông, ai ai cũng đi ra từ bức tượng võ đế này. Ngươi công khai sỉ nhục bức tượng võ đế, còn vọng tưởng vào võ tông. Hôm nay không biết ngươi có sống mà rời khỏi đây được không đấy. Năm đó võ tông đầy anh hùng hào kiệt, bây giờ chỉ còn lại một đám ếch ngồi đáy giếng. Chẳng trách võ tông lụn bại, lão phu vốn không muốn so đo với loại kiến hôi như ngươi, nhưng ngươi lại tự trà sống. Võ Trần, hậu nhân của con dám ăn nói hỗn hào với bổn tôn. Con kiến kia dám gọi thẳng tên thật của võ đế, chán sống à? Ngũ trưởng lão, một con kiến mới luyện khí kỳ, đâu cần ngài đích thân ra tay, đệ tử nguyện thay mặt. Được, lăng nhục thủy tổ của võ tông ta, phải diệt cả thần hồn. Tuân lệnh. Giờ thì không trách ai được, là ngươi tự tìm đường chết. Con sâu cái kiến cũng dám sỉ nhục tổ tiên của võ tông, chết đi. Võ Trần, trợn to mắt lên mà xem, có biết ta không? Có biết ta không? Có phải ta hoa mắt không? Tượng thần võ đế hình như có phản ứng. Không thể nào, nếu võ đế tiên tổ quen biết tiểu tử này, ta sẽ chặt đầu xuống làm banh cho hắn đá. Chuyện gì vậy? Gì thế này? Chuyện gì đây? Mau nhìn đi. Bức tượng võ đế ra tay ta, thế mà võ đế lại ra tay giúp hắn. Sao vậy được? Trước khi võ đế phi thăng đã nói, chỉ khi võ tông gặp phải họa diệt vong, tượng thần mới ra tay bảo vệ tông môn. Mấy vạn năm qua, tượng thần chưa từng thay đổi gì, nay lại ra tay vì một người ngoài. Ngũ trưởng lão, lẽ nào võ đế thật sự quen tiểu tử này? Tuyệt đối không thể. Võ đế tiên tổ là sự tồn tại ở cấp bậc nào? Đừng nói là hắn, dù là tổ tông của hắn cũng không thể có quan hệ gì với võ đế. Ta hiểu rồi, chắc chắn là thằng này sỉ nhục võ đế, khiến thần hồn trong bức tượng tức giận. Cú vừa nãy chỉ là tình cờ bị Triệu Vô Thương cản lại. Người võ đế thật sự muốn giết là tên tiểu tử này. Cái này, đó là... Các người có biết lệnh này không? Võ đế lệnh. Thế mà lại là võ đế lệnh thất truyền mấy nghìn năm. Thế các người nên biết, người cầm lệnh này như tông chủ xuất hiện. Ngươi muốn gì? Võ tông trong tay các ngươi đã trở thành thế lực hạng ba, các ngươi không thấy mất mặt à? Bổn tôn muốn quyền tông chủ, trấn hưng võ tông, quyền tông chủ. Ngũ trưởng lão, tuyệt đối không thể, tiểu tử này lai lịch bất minh. Hắn, chuyện này rất quan trọng, e là các vị trưởng lão không thể để tên này làm vậy được. Đệ tử đã quen biết với hắn hơn 10 năm, biết rất rõ về hắn. Một tháng trước hắn vẫn chỉ là một thằng ngốc trong Sở gia, chắc chắn là hắn đã giở trò gì. Nói không chừng võ đế lệnh này là giả đấy. Giả hả? Đúng vậy, võ đế lệnh đã thất truyền mấy nghìn năm, sao có thể luôn ở ngay trước mắt chúng ta thế này được? Theo ta thấy, chắc chắn là tiểu tử này dùng dị thuật gì đó làm ra để qua mắt chúng ta. Lão cửu nói cũng có lý, tên phế vật này công khai sỉ nhục võ đế, còn vọng tưởng dùng võ đế lệnh giả để lừa lọc các vị trưởng lão. Mong các trưởng lão ra tay giết tên phế vật này. Các người đã nhìn không hiểu thì tìm người hiểu hàng tới đây, còn dám khua môi múa mép. Hôm nay lão phu thay mặt võ tông giết tên phế vật nhà ngươi. Chuyện này rất quan trọng, hay là thằng này được mấy cân mấy lạng, lẽ nào ta không biết? Cứ để ta gánh hết mọi trách nhiệm là được. Tiểu tử, chịu chết đi. Dừng tay, đại trưởng lão. Đại trưởng lão, sao ông tới đây? Chẳng trách có thể khiến trời giáng dị tượng, thì ra là võ đế lệnh xuất thế. Đại trưởng lão, ngài đừng để thằng phế vật này lừa, võ đế lệnh này là giả. Đúng vậy, đại trưởng lão, im lại. Rõ ràng trong đế lệnh có hàm chứa uy lực của võ đế, sao lại giả được? Xem ra võ tông vẫn còn người mắt sáng. Chàng trai, cậu muốn gì? Quyền tông chủ.
đại trưởng lão, tuyệt đối không được. Từ vạn năm trước, bắt đầu từ trận đại chiến thiên địa đó, Võ Tông lụt bại, tiên tổ đã mất tích. Đến nay chức tông chủ Võ Tông vẫn luôn để trống, chuyện cậu nói cũng không phải là không được, nhưng ta muốn bàn bạc với các vị trưởng lão đã. Được, ta không thiếu thời gian, vậy được, mời. Mau dìu ta dậy. Vì một ngày được làm quyền tông chủ của Võ Tông, ta đã khổ cực tu luyện 50 năm, thằng phế vật này dám giành với ta, chán sống. Nếu đại sư huynh muốn giết Sở Dương, sư đệ nguyện dốc hết sức vì đại sư huynh. Thằng phế vật này số đỏ thôi. Ta mới là thiên kiêu số 1 Võ Tông. Thù này, ta nhất định sẽ báo. Về việc Sở Dương muốn quyền tông chủ, các vị có suy nghĩ gì? Tuyệt đối không thể chỉ dựa vào một tấm võ đế lệnh đã để một tên luyện khí kỳ làm quyền tông chủ. Thế có khác nào để thế lực lớn các phương cười vào mặt Võ Tông đâu. Đúng vậy, đồ đệ cương của nhị trưởng lão Triệu Vô Thương, tuổi trẻ tài cao, có tu vi linh đan cửu phẩm, thiên kiêu bậc này nên được tiếp nhận vị trí tông chủ. Nhưng dù sao võ đế lệnh cũng đã xuất hiện, theo di chỉ của võ đế, tất cả điều kiện mà Sở Dương đưa ra chúng ta đều phải chấp nhận. Nhị trưởng lão, ông thấy thế nào? Hắn đã muốn làm thì cứ để cho hắn thử. Nhị trưởng lão, nhị trưởng lão, tiền đề là liên hôn 7 ngày sau hắn còn mạng để sống không? Thánh nữ của Huyền Nguyên Thánh Môn liên hôn với đệ tử chân truyền Võ Tông, đây là quy tắc nhiều năm qua của hai bên. Nhưng đến bây giờ Võ Tông thất thế, Thánh Môn khinh thường Võ Tông đã lâu, lần nào chúng ta tới đó đều bị yêu cầu tham gia thử thách của Thánh Môn. Các đệ tử chân truyền không chết cũng bị thương. Lần này vốn đến đại đệ tử Triệu Vô Thương của ta đi, nhưng sao thích hợp bằng quyền tông chủ là hắn được chứ? Ông nói đúng không đại trưởng lão? Thánh nữ của Huyền Nguyên Thánh Môn Trương Lăng Tuyết đã bước vào linh đan cửu phẩm, để một tu sĩ luyện khí kỳ tới đó có khác nào đi nộp mạng. Sở Dương muốn làm người ra mặt thì cứ cho hắn cơ hội này đi, như thế sẽ không trái với lời hứa võ đế lệnh đúng không? Để một tu sĩ luyện khí kỳ như ta tới đối mặt với một tu sĩ linh đan cửu phẩm, các vị trưởng lão đúng là ép ta vào đường cùng mà. Ngươi muốn làm quyền tông chủ thì chuyện liên hôn không thể thoái thác. Lẽ nào ngươi sợ rồi? Sợ hãi là chuyện thường tình. Nếu không làm được quyền tông chủ, ta vẫn có thể nhận cậu làm đệ tử thân truyền. Ai nói ta sợ? Chỉ là chuyện quan trọng thế này, các vị trưởng lão không đưa cho ta vài linh khí thần công gì đó phòng thân à? Thánh nữ Huyền Nguyên là thiên kiêu số 1 thánh môn, tài năng tuyệt đỉnh, bảo ngươi đi làm may mắn cho ngươi. Ngươi còn dám được nước lấn tới, hay là nhường cơ hội này lại cho đồ đệ cưng của cửu trưởng lão Sở Thần đi nhé, ngươi. Cậu nói rất có lý. Bách bảo sách của Võ Tông, ta lấy cái này. Liệt kiếm chảm, liệt kiếm chảm. Quả nhiên là thằng nhà quê chưa trải sự đời. Trong bách bảo sách có bao nhiêu là thần thông, hắn lại chọn một phàm kỹ tầm thường nhất. Ha ha ha, e là tiểu tử này chỉ mới thấy phàm kỹ, không biết thần thông là sự tồn tại ở đẳng cấp nào. Ha ha ha, cậu chắc chưa? Phàm kỹ là cho người phàm tu, là chiến kỹ bình thường nhất trên đời. Ta có thể cho cậu thêm một cơ hội nữa để cậu chọn lại. Không cần, ta chỉ cần liệt kiếm chẳng. Quyền tông chủ của chúng ta đã muốn thì cho hắn đi. Tuy liệt kiếm chảm này là phàm kỹ, nhưng đối với hắn cũng là một bảo vật hiếm có khó tìm. Vậy được, nhưng ta vẫn cần một vật nữa. Chỉ là một thanh kiếm gì để trang trí thôi, thế mà hắn còn xem là báu vật. Thứ nhà quê. Bảo kiếm hợp với anh hùng, thử thách liên hôn phải nhờ cả vào quyền tông chủ của chúng ta rồi. Không ngờ vấn thiên kiếm năm xưa theo tiểu tử Võ Trần lên đỉnh đế đạo, nay lại thành ra thế này. Ai dám cản đường thành đạo của bổn tôn? Bổn tôn một người một kiếm giết hết cửu thiên này. Nếu chuẩn bị xong rồi thì mau lên đường đi. Chờ đã, ta còn một chuyện nữa. Lúc ta trở về, ta cần một viên tẩy tủy phạt cốt đan.
đó là linh dược thượng phẩm cấp thiên. Dù thời trẻ nhị trưởng lão đã lập công lớn cho võ tông, cũng chỉ được một viên thôi. Ngươi đừng tham lam quá. Được, ta đồng ý. Với điều kiện, chuyến này cậu phải thành công. Đại trưởng lão, được, chốt vậy đi. Đợi ta với. Sư phụ, con không cam tâm thằng phế vật này lại trở thành quyền tông chủ của võ tông, sống trở về. Hắn mới là quyền tông chủ. Nhiều năm qua, dù là đệ tử chân truyền linh đan cảnh, tới tham gia thử thách liên hôn của thánh môn, cũng không chết thì tàn phế. Một con kiến hôi luyện khí kỳ như hắn, chuyến này chắc chắn sẽ chết. Ngày xưa, võ tông ta cũng huy hoàng thế này, nhưng không ngờ, bây giờ chỉ có thể nhìn thế lực của người khác hưng thịnh. Võ đế để lại vô vàn báu vật, mà các người lại ra nông nỗi này. Cậu, đây là người tới liên hôn của võ tông à? Cũng nghe võ tông lụt bại, nhưng không ngờ đã lụt bại tới mức này rồi. Một con kiến luyện khí kỳ cũng xứng làm đệ tử chân truyền hả? Thứ mặt dẹp thế này mà còn vọng tưởng cưới thánh nữ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Trương Lăng Tuyết, có vô số người theo đuổi ở Huyền Nguyên Thánh Môn, lần này cậu phải khiêm tốn vào, đừng để người ta nhắm tới. Dù cửu thiên huyền nữ đứng trước mặt bổn tôn, bổn tôn cũng sẽ không nhìn lấy một cái. Chỉ là một người phụ nữ mà họ cứ xem như là của báu. Cậu điên hả? Đây là Huyền Nguyên Thánh Môn đó, cậu muốn chúng ta chết ở đây hả? Huyền Nguyên Thánh Môn muốn thử thách bổn tôn thì bổn tôn phải xem thử nền tảng của Huyền Nguyên Thánh Môn này rốt cuộc có đủ tư cách không. Chỉ là một tên tu sĩ luyện khí kỳ còn con mà cũng dám ăn nói ngông cuồng. Bổn thánh tử không dạy dỗ ngươi kỹ càng thì ngươi sẽ không biết trời cao đất dày. Bổn thánh tử không dạy dỗ ngươi kỹ càng thì ngươi sẽ không biết trời cao đất dày. Là Lôi thánh tử. Lôi thánh tử là tu sĩ linh đan bát phẩm đấy, chỉ thua mỗi thánh nữ. Thằng danh này chọc giận Lôi thánh tử, chết chắc rồi. Lôi thánh tử, tiểu tử này chưa trải sự đời nên mồm miệng hơi ba hoa, mong Lôi thánh tử lượng thứ. Vừa nãy còn to mõm muốn kiểm tra Huyền Nguyên Thánh Môn ta, bây giờ thì chỉ biết trốn sau lưng người khác hả? Một tên hèn, ngươi cũng xứng cưới thánh nữ hả? Ta khuyên ngươi nên cút về sớm đi. Đúng đấy, cút về võ tông đi, cút về đi. E là bổn tôn vừa ra tay, Huyền Nguyên Thánh Môn sẽ mất đi một thánh tử đấy. Còn không im hả? Tưởng có người bảo vệ ngươi thì ta không giết được ngươi hả? Ở đây là Huyền Nguyên Thánh Môn, người ta muốn giết không ai bảo vệ được đâu. Dừng tay. Sư tôn, tên phế vật này xỉ nhục thánh nữ, còn miệt thị thánh môn. Đồ nhi phải giết hắn, giết khách của thánh môn ở đây sẽ tổn hại tới danh tiếng của thánh môn. Trong lòng con có oán hận thì thử thách ngày mai con sẽ thay mặt thánh môn xuất chiến. Ơ kìa. Vâng, mai ta sẽ cho ngươi trở thành đệ tử chân truyền chết thảm nhất trong lịch sử của võ tông. Luyện khí kỳ, đệ tử chân truyền lần này võ tông phái tới, thú vị đó. Dám nói con như vậy, chỉ đáng tiếc mai con không thể tận tay chém tên ngông cuồng này. Một thanh kiếm gì? Còn luyện phàm kỹ. Đúng vậy, thanh kiếm đó không chỉ gì xét mà còn bị mẻ nhiều chỗ, còn không bằng thứ rác rưởi đúc ra từ sắt thường. Hơn nữa lúc hắn luyện kiếm cả người chẳng có chút linh lực nào, chắc chắn là phàm kỹ. Ha ha ha, xem ra võ tông đã rõ liên hôn là tới nộp mạng nên mới phái tên phế vật này tới. Giết hắn luôn thì hơi cho hắn rồi. Ngày mai ta nhất định sẽ sỉ nhục võ tông cho đã đời. Trương sư tỷ là người ta ưng, không ai được với bẩn tỷ ấy. Sư tôn, liệt kiếm chẳng, con đã tu hành nghìn năm nhưng vẫn còn một bước nữa mới lĩnh ngộ được pháp tắc kiếm đế. Mong sư tôn chỉ bảo cho đồ nhi. Liệt kiếm chẳng tuy không dùng linh lực, không khác gì phàm kỹ, nhưng trong này có hàm chứa căn cơ kiếm đạo, kiếm đạo đế thuật ở ngay trong này. Bổn tôn chỉ dạy một lần, nhìn kỹ đây. Mới qua bao lâu mà Vấn Thiên Kiếm đã trở thành đồ trang trí, còn Liệt Kiếm Chảm lại trở thành phàm kỹ không một ai biết tới. Ngày mai bổn tôn sẽ khiến võ tông đế thuật xuất hiện lại trên thế gian.
Nếu cậu sợ quá thì đầu hàng nhận thua, đừng để mất mạng vô ích. Câu này của Ngũ trưởng lão chuyển sang nói cho bên đó nghe đi. Ăn nói ngông cuồng, ta muốn xem thử con kiến hôi luyện khí kỳ nhà ngươi lấy gì để ta nhận thua. Thử thách chia ra thi văn và thi võ. Thi văn trước, lên thang trời. Thằng phế vật này, sau khi nếm mùi lợi hại của thang trời, e là sẽ mất luôn dũng khí để tu luyện mất. Còn tu luyện gì, tên phế vật này có sống qua được hôm nay hay không còn chưa chắc kìa. Thang trời kiểm tra thần hồn mà tu sĩ tu luyện bồi dưỡng ra qua năm này tháng nọ. Thần hồn càng mạnh thì càng lên được cao. Nếu thần hồn yếu ớt, gượng ép lên thang trời thì sẽ nổ tung mà chết đấy. Thần hồn được đúc từ 10 vạn năm tu luyện, đủ không? Sở Dương, ngươi lên trước, nếu bổn tôn lên trước thì không có gì bất ngờ nữa. To mõm, e là thằng này còn không biết thần hồn là gì nữa ấy chứ, đúng là vô tri. Ha ha ha, một con kiến hôi luyện khí kỳ lấy đâu ra tự tin mà bốc phét ghê vậy. Thứ này đối với ta chẳng có tính khiêu chiến gì cả, lên đỉnh dễ như trở bàn tay. Nhiều năm qua chỉ có mấy người lên được đỉnh, mấy vị này đều là môn chủ các đời của thánh môn ta. Nếu ngươi lên được đỉnh, ta sẽ quỳ xuống bỏ qua háng ngươi. Được, ngươi tự nói đấy nhé. Đương nhiên, nhưng lời khó nghe ta nói trước, nếu ngươi không lên được đỉnh thì ngươi phải quỳ xuống bỏ qua háng ta, rồi quỳ 3 ngày 3 đêm trước điện thánh nữ chuộc tội với thánh nữ. Lôi Nguyên muốn nhân cơ hội này sỉ nhục võ tông, đừng đồng ý. Ha ha ha, ngươi dám không? Khiêu chiến của ngươi bổn tôn nhận. Để thằng ngốc cậu tới đây, đúng là lỗi lầm to lớn mà. Sau hôm nay võ tông mất hết mặt mũi mất thôi. Quả nhiên là tên ngốc, võ tông tự chuốc lấy nhục, sau hôm nay e là không còn chút mặt mũi nào nữa rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Không hổ là thánh tử, lên thang trời mà nhẹ nhàng đến vậy. Đương nhiên rồi, Lôi thánh tử là thiên kiêu chỉ thua mỗi thánh nữ. Tám cấp. Nghe truyền thuyết, số người vượt được 7 cấp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xem ra Lôi Nguyên này đúng là thiên tài trăm năm hiếm gặp. Sư huynh lợi hại quá, nhìn thằng ngốc kia đần mặt ra kìa, chắc chắn là chưa thấy chuyện này bao giờ. Thứ phế vật này mà cũng đòi cưới thánh nữ. Nhìn ngu chưa? Ta nhắc nhở ngươi câu cuối, lên thang trời mà bất cẩn là sẽ mất mạng đấy. Ta khuyên ngươi biết điều chút, nhận thua đi thì còn giữ được cái mạng chó. Ta còn đợi ngươi chui qua háng ta đấy, thân lửa ưa nặng. Ta muốn xem thử hôm nay ngươi chết thế nào. Thằng phế vật này còn định đấu với thánh tử, không tự lượng sức. Con kiến hôi mới luyện khí kỳ này, đừng nói là 5 cấp, 6 cấp, chắc là cấp đầu tiên, đã bỏ mạng rồi. Đúng đấy, chỉ dựa vào hắn á? Hắn lên rồi. Hắn lên rồi. Thằng ngốc này mới luyện khí kỳ, sao dễ dàng bước lên cấp thứ nhất vậy? Cấp thứ nhất có là gì đâu, đệ tử quét cửa của thánh môn ta cũng lên được cấp 1. Đúng vậy, cấp thứ 3 chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất của đệ tử ngoại môn. Thằng phế vật này còn là màu 2 cấp. Theo ta, 3 cấp đã là cực hạn của ngươi, còn dám bước lên một bước, ngươi sẽ chết chắc. Thắng thua đã định. Thế các ngươi nhìn kỹ đây cho bổn tôn. Trước mặt bao người, ta xem ngươi giở được trò gì. Trời ạ, 4 cấp. Cái gì? 5 cấp rồi, hắn vẫn đang đi. 7 cấp. Tuy không bằng Lôi Nguyên, nhưng đủ rồi. Thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Thằng phế vật này là luyện khí kỳ mà, sao lên được 7 cấp vậy? 7 cấp thì đã sao, một cấp thang trời đã là lằn danh sống chết. Người ở cấp 7 dù có nỗ lực cả đời cũng không đuổi kịp thiên kiêu ở cấp 8. Thế à? Không ngờ võ tông lại xuất hiện một thiên kiêu cấp 8. Chẳng qua chỉ cấp 8 vẫn không thể lọt vào mắt ta. Tên phế vật này sao có thể ở cùng độ cao với ta? Cấp 8 cũng chỉ như vậy. Ngươi không ngờ thang trời 11 cấp nhỏ nhoi này lại nhốt được nhiều người được gọi là thiên kiêu thế này. Thang trời xuất hiện mấy vạn năm nay, chỉ có tông chủ các đời, đại hộ pháp và thánh nữ mới bước qua cấp 9. Cấp 8 đã là giới hạn của thiên kiêu khắp thiên hạ. Giới hạn chẳng qua là lời của kẻ phàm các ngươi, với bổ tôn chẳng qua là cầu thang vớ vẩn mà thôi. Cấp 9.
10. Cấp 11. Hắn thực sự đã lên đỉnh. Ha ha ha. Võ tông ta nhặt được bảo bối rồi, ha ha ha. Giờ chui được rồi chứ? Không thể nào, không thể nào. Tên phế vật như ngươi sao có thể có thần hồn mạnh thế này? Chắc chắn người ăn gian. Đây chính là thiên kiêu của thánh môn các ngươi đó à? Cả một đời bổ tọa cũng chỉ bước được tới bậc thứ 10. Một kẻ luyện khí kỳ tu hành mấy năm như ngươi, theo lý cấp 4 là đã phát nổ mà chết, sao có thể lên tới đỉnh? Nghi ngờ ngươi gian lận, không hợp lý sao? Trước mặt mọi người, sao nó gian lận được? Tuy võ tông sa sút, nhưng ít nhất cũng là tông môn võ đế. Chắc chắn trên người phế vật này cất giấu đế binh, mới chịu nổi, uy lực thăng trời. Ngươi dám để bổn tọa kiểm tra không? Đường đường huyền nguyên thánh môn lại hẹp hòi thế này. Thoải mái. Sư tôn, có phải đã kiểm tra thấy gì không? Trên người hắn thực sự không có đế binh. Ta biết rồi, chắc chắn là thang trời này mất linh rồi. Thang trời đã đứng vững mấy vạn năm, tiên uy bên trên chưa từng mất, sao có thể mất linh? Thang trời đã 10 năm chưa mở, mà vừa rồi tôi đã vượt qua cấp 8. Chính vì như vậy mới dẫn tới thang trời tạm thời mất linh. Rất có khả năng qua nhiều năm như vậy, tiên uy của thang trời nói không chừng đã giảm. Đúng thế. Vậy sao ngươi không thử lại xem? Thử thì thử, tên phế vật như người cũng có thể lên đỉnh bổn thánh tử, sao lại không được? Lôi Nguyên, đừng. Giờ chui được rồi chứ? Khốn kiếp, ta giết ngươi. Dừng tay. Sư tôn, người để con giết tên phế vật không biết trời cao đất dày này, con ra tay lúc này để mặt mũi thánh môn ở đâu? Sư tôn, xem ra huyền nguyên thánh môn các người có chơi không có chịu. Ngươi muốn chết? Huyền nguyên thánh môn ta có chơi có chịu. Được, ta chui, chỉ cần ngươi chịu nổi. Thế này còn ra dáng thánh tử thánh môn chút. Ngươi, ngươi đừng vui mừng sướng quá, còn vòng kiểm tra sau. Sư tôn, vòng tỉ võ sau, để đệ tử thay thánh nữ ra mặt, nhất định phải giết tiểu tử ngông cuồng này. Sư tôn, đệ tử lấy đầu đảm bảo, nhất định giết hắn. Cho phép. Được, cơ hội tỉ võ để cho con. Ta đã nói với ngươi, đừng vui mừng quá sớm. Trận tỷ võ này không phải tên phế vật này cũng thắng luôn chứ? Không thể nào. Cho dù thiên phú hắn tốt hơn nữa, chỉ luyện khí kỳ cũng không thể đánh lại thánh tử. Cũng đúng, thánh tử tu luyện là chân truyền thánh môn, còn đang có chân khí, giết tên phế vật này lại chẳng như bóp chết một con kiến. Chút nữa lên đài, cậu nhận thua luôn đi. Bọn họ sẽ không màng uy danh thánh môn giết một người đầu hàng. Nhận thua, ta không mắc mưu này đâu. Chỉ cần tên phế vật này dám lên lôi đài, nhất định phải giết chết hắn. Sao, sợ rồi hả? Ngươi chưa đủ tư cách. Mới thắng chút đỉnh đã ngông cuồng tới mức này, phế vật hiểu biết nông cạn như ngươi còn vọng tưởng lấy chữ sư tỷ, cóc bẻ đòi ăn thịt thiên nga. Ta đã nói từ lâu rồi, ta không có hứng thú với thánh nữ của các ngươi, có khuynh quốc khuynh thành hơn nữa, trong mắt ta đều chỉ là son phấn tầm thường mà thôi. Tên háo sắc vô sỉ phế vật này lại dám ăn nói bất kính với thánh nữ, giết tên khốn này. Ngươi còn dám sỉ nhục chữ sư tỷ nửa câu, ta nhất định băm vằm ngươi. Muốn ta nhận thánh nữ của các ngươi cũng được, nhưng ở chỗ bổn tôn, cô ta chỉ xứng làm thị nữ. Hôm nay bổn thánh tử nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Được, vậy bổn tôn phải xem cho kỹ. Huyết hồng song sát, hai thanh đao này cầm riêng từng cái đã là pháp khí hàng đầu, dùng cả hai thanh có thể so với uy lực đáng sợ của đạo khí. Hôm nay phải cho tên phế vật nhà ngươi trước khi chết thấy được uy lực của đạo khí. Tiêu rồi, thế này chết chắc rồi. Vậy để ta xem. Ha ha ha, một miếng sắt vụn,
lúc này lại lấy ra thanh kiếm nát này, chẳng có chút tác dụng nào cả. Ngươi lại dựa vào một thanh kiếm nát còn không bằng binh khí phàm và một cuốn phàm kỹ đến chó cũng coi thường, muốn đối địch với bổn thế tử, chuẩn bị cũng đầy đủ đấy. Xem ra giám sát ta không ít, bổn thế tử muốn giết ngươi, còn cần xem thực hư về ngươi trước à? Nực cười. Vậy để bổn tôn xem, rốt cuộc bản lĩnh của Lôi thế tử là gì. Được, vậy trong thời gian còn lại của ngươi, mở to mắt mà nhìn. Huyền Nguyên thất sát quyết, thần thông thiên phẩm, một thanh kiếm mát, một cuốn phẩm kỹ, cũng dám đấu với thần thông thiên phẩm, đạo khí của thế tử. Võ tông, quả nhiên sa sút. Đạo khí, thần thông thiên phẩm. Xem ra hôm nay lão phu phải mất nửa cái mạng này rồi. Cuối cùng tiểu tử ngông cuồng tự đại sắp chết rồi, không có gì để xem nữa. Cũng chưa chắc. Cái gì? Phế vật này lại cản được thần thông thiên phẩm, yêu nghiệt. Một thanh kiếm nát, một cuốn phàm kỹ, lại có thể đối địch với đạo khí và thần thông thiên phẩm. Không thể nào, một tên nhẽ nhép luyện khí kỳ dựa vào một đống rác lại có thể cản được sát chiêu của ta. Thánh tử, ngươi cũng không ổn, bắt nạt người quá đáng, ta giết ngươi. Tiểu tử này nào phải đang quyết đấu, mỗi chiêu mỗi thức nhàn nhã tự tin, rõ ràng như đang giỡn với trẻ con. Thánh tử thua rồi. Không ngờ ta lại bị một tên nhãi nhép giết. Nói là kiểm tra, kết quả mỗi chiêu đều là sát chiêu. Không thể không giết ngươi. Cái gì? Đủ rồi. Sao đồ đệ không được? Sư phụ cũng muốn tới góp vui à? Huyền Nguyên Thánh Môn vốn dùng tỷ võ giao lưu để kiểm tra ngươi, ngươi lại vì thể hiện bản thân che giấu thực lực. Hôm nay võ tông rõ ràng là tới để sỉ nhục Thánh Môn. Lão phu sao có thể để ngươi được như ý? Tôi vốn không có ý này. Nếu đã như vậy, vậy ta cho ông được như ý. Đồ nhi, nghiệt xúc, bổn tọa giết ngươi. Đại hộ pháp, tất cả chuyện này đều là hiểu nhầm, cút. Sở Dương, chạy mai. Chạy đi đâu? Tiểu xúc sinh, hôm nay ngươi phải chết. Vừa hay, ta cũng muốn xem có phải lão già này cũng hư danh như đồ nhi. Liệt kiếm chảm. Thủ hạ lưu tình. Phụ thân. Giọng nói này là môn chủ. Môn chỉ lại ra mặt vì tên này. Môn chủ, nghiệt xúc này hại đồ nhi ta, còn luôn miệng sỉ nhục Thánh Môn. Trên lôi đài, đao kiếm không có mắt, chỉ có thể trách Lôi Nguyên học nghệ không tinh thông. Việc này, được rồi, mời Sở Dương vào điện chính đi. Vâng. Phụ thân, vì sao người lại cứu hắn? Hắn ăn nói ngông cuồng, không coi ai ra gì. Chết là đúng, còn loại bỏ uy hiếp tương lai cho Thánh Môn. Trong kiếm pháp của hắn mang theo một luồng sức mạnh khiến ta cũng khiếp sợ. RX là sức mạnh đáng sợ thế nào? Uy lực võ đế. Cái gì? Hắn chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, sao chiến thần nắm được uy lực võ đế? Ta nhìn thấy dáng vẻ võ đế trên người hắn. Hơn nữa, nếu sức mạnh đó của hắn là thật, có lẽ có thể giải quyết khó khăn mấy vạn năm nay của Thánh Môn. Hả? Lần đầu gặp mặt, cậu đã khiến Thánh Môn ta mất một thiên kiêu trăm năm khó gặp. Cậu thực sự không coi Thánh Môn ra gì. Hắn quá ngông cuồng, ta giết hắn cũng là loại bỏ hậu họa cho Thánh Môn các ông. Sở Dương, ngươi to gan, đây là Thánh Tôn. Cậu điên rồi hả? Dám đắc tội cả Thánh Tôn. Nếu ông ấy tức giận cả võ tông cũng không chịu nổi lửa giận của ông ấy. Sự tự tin của hắn chắc chắn có chỗ dựa vào. Xem ra suy đoán của bổn tọa là đúng. Người này là chân truyền của võ đế. Lui xuống hết đi. Nhớ lấy, họa do miệng mà ra. Thánh Tôn là người mà võ tông ta không thể đắc tội. Không ngờ võ tông sa sút vạn năm lại có thể xuất hiện thiên kiêu như cậu. Lần này là Thánh Môn ta kém võ tông cậu. Trái lại ông rất thức thời, nhưng hẹn ta tới đây lại bảo mọi người lui. Còn hẹn ta nói chuyện riêng, ông có chuyện nhờ ta phải không? Nhưng ta phải nói với ông, giá của ta cao lắm đấy. Cao bao nhiêu?
tới mức là con rể của Huyền Nguyên Thánh Tôn ta cũng không đủ à? Ta đã nói rồi, ta không có hứng thú với thánh nữ, nhưng một món đế binh của Tiên Các phải thuộc về ta. Cậu lại biết Tiên Các? Ta từng đọc một cuốn sách cổ, bên trong có ghi chép về Tiên Các. Tiên Các chẳng qua là tàng bảo các do tiểu tử Võ Trần đó xây nên, mà tên tổ Huyền Nguyên Thánh Môn chính là người canh cửa được Võ Trần khâm điểm. Vừa hay bên trong có thứ bổn tôn cần. Vậy cậu có thể mở được Tiên Các không? Ta có thể thử. Nếu ta mở được, ta muốn một cây linh dược tiên phẩm Trấn Ngục Mạn Đà Hoa. Linh dược tiên phẩm Trấn Ngục Mạn Đà Hoa xử lý thương thế của tiểu hắc. Một cây Trấn Ngục Mạn Đà Hoa là đủ rồi. Việc này sao? Lẽ nào thánh môn ông không đưa được à? Chỉ cần cậu có thể mở được Tiên Các, Trấn Ngục Mạn Đà Hoa không phải vấn đề. Được, một lời đã định. Thánh Tôn, nếu đã biết người này là truyền nhân Võ Đế, không phải càng nên giết cho nhanh? Nếu không, chắc chắn thành hậu họa. Không phải không giết, mà là hắn vẫn còn tác dụng. Tốt nhất hắn đừng lừa bổn tọa. Đi canh chừng hắn, nếu không mở được Tiên Các, giết. Đây chính là Tiên Các, đã đón kín 3 vạn năm. Trưởng môn thánh môn các đời, đều không có ai có thể mở được cửa này. Theo ta thấy, tiểu tử này đang lãng phí thời gian của chúng ta. Nếu thánh tôn đã lên tiếng, vậy thì để hắn thử đi. Đừng trách bổn tọa không nhắc nhở ngươi. Nếu để lão phu phát hiện ngươi cố ý kéo dài thời gian, đừng mong bổn tọa thủ hạ lưu tình. Tiểu tử Võ Trần này, vì để đảm bảo dưới cửu thiên không ai có thể mở được cửa này, xin ta đích thân bày bố đại la pháp trận. Người khác sao có thể hiểu được trận pháp này? Buồn ngủ, nghỉ một lúc trước đã. Đã một ngày một đêm rồi đại trưởng lão, tiểu tử này rõ ràng không hiểu được bí mật của Tiên Các này. Hắn đang chơi chúng ta mà. Thánh Tôn, rõ ràng nghiệt xúc này đang đùa giỡn ngài. Theo ta thấy, giết luôn hắn tại đây. Cho dù có thể dùng đế uy của Võ Đế, cũng chỉ là một truyền nhân. Thực sự dám không coi ai ra gì. Giết. Mưa đẹp. Quá đẹp. Quá đẹp. Thế này, ngươi đã đồng ý với Thánh Tôn tới đây mở tiên môn, lại ở đây ngủ một ngày. Đùa bỡn chúng ta, ngươi thấy thánh môn chúng ta dễ bắt nạt à? Đương nhiên không phải. Trong mắt bổn tôn, Huyền Nguyên thánh môn cũng không khác gì môn nhỏ. Chỉ cần bổn tôn muốn, một suy nghĩ cũng có thể khiến nó tan thành khói bụi. Ngươi muốn chết? Có điều, vừa rồi ngủ mơ một ngày, trái lại bổn tôn đã lĩnh ngộ được bí mật của Tiên Các này. Sở Dương, ngươi cảm thấy bổn tọa dễ lừa lắm à? Mượn thanh kiếm, thử là biết. Tiên Các làm khó nhiều đời môn chủ thánh, cũng chỉ có vậy thôi. Tiểu tử này muốn làm gì? Đại La pháp trận, đây là thần trận mệnh danh, dưới cửu thiên không ai phá được. Tiểu tử này định dựa vào một giọt máu phá giải Đại La pháp trận. Không tự lượng sức. Trận này đều là cửa tử, nhưng vẫn ẩn giấu một tia sống. Đó chính là một giọt tinh huyết của bổn tôn. Đại La pháp trận phá. Hắn thực sự đã phá được trận này? Sao có thể? Thánh Tôn, có giết hắn không? Không được. Một giọt tinh huyết có thể hóa giải Đại La pháp trận. Chắc chắn hắn không đơn giản là truyền nhân Võ Đế. Đừng quên giao hẹn trước đây của chúng ta. Sau khi tiến vào Tiên Các, bổn tôn tùy ý lựa chọn. Cho phép. Nếu đã được Thánh Tôn cho phép, mời tự nhiên. Tiên khí, đế pháp, tiên công. Ha ha ha, tùy ý mang một món trong này ra ngoài cũng đủ chấn động một phương.
tiểu tử Võ Trần đó quả nhiên để mất Võ Thiên Cửu Biến ở đây. Sở công tử quả nhiên hào sảng, vấn đề mấy vạn năm lại được Sở công tử giải quyết trong một ngày. Công tử, rốt cuộc tiểu tử này đã làm được chuyện lớn kinh thiên động địa gì? Chỉ ngẫu nhiên đọc được cách giải quyết trong một cuốn cổ tịch mà thôi. Lại là cổ tịch, sao bổn tọa tin cậu được? Sở công tử thiên kiêu thế này, chuyện liên hôn bổn tọa cho phép. Lăng Tuyết, ra đây đi. Nghe nói thánh nữ của Huyền Nguyên Thánh Môn không chỉ thiên phú hơn người, còn khuynh thành. Quả nhiên là vậy, đẹp quá. Ta nói rồi, tôi không có thứ với cô ta, nhưng bên cạnh ta đang thiếu một tùy tùng. Nếu cô bằng lòng làm thị nữ của ta, ta có thể cân nhắc để cô theo ta. Ngươi nói cái gì? Sở Dương, ngươi đừng bắt nạt người quá đáng. Thánh nữ của chúng ta là thiên kiêu nhất nhì đại lục cổ Dương, làm thị nữ cho tiểu tử xuất thân thế lực nhỏ như ngươi, ăn nói viển vông. Thánh nữ liên hôn với chúng ta là chúng ta với cao, tranh thủ hốt lẹ, thật sự chọc giận thánh môn, đến lúc đó võ tông mất mạng theo cậu. Phụ thân, nếu cô không đồng ý, vậy không cần cưỡng cầu, trấn ngục mạn đà hoa của ta đâu, vật này e rằng đường đường thánh tôn lẽ nào nuốt lời. Thứ ngươi muốn chúng ta có, đang ở trong vô gian tuyệt địa, muốn thì tự mình đi lấy. Vô gian tuyệt địa, nghe nói đó là nơi thánh môn trấn áp vô gian ma tôn, 10 dặm quanh đó đều là tử địa. Vốn tưởng rằng thánh môn có thánh chủ độ lượng, không ngờ cũng chỉ vậy thôi. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết. Nếu các người không đưa ra được, vậy ta đích thân đi lấy. Thánh tôn, ngài không sợ chuyện này truyền ra ngoài ảnh hưởng thanh danh thánh môn à? Bảo vệ tốt Sở công tử, đừng để cậu ấy gặp chuyện ở thánh môn. Vâng, ta cũng muốn xem rốt cuộc tên này có bản lĩnh gì. Nghe nói vô gian ma tôn này là bán bộ đế cảnh, năm đó hắn gây họa nhân gian, nếu không phải võ đế ra tay, e rằng trên đời không ai có thể hàng phục ma đầu này. Mấy năm nay cũng có vài đệ tử không nghe lời khuyên xông vào, cho dù lên tới linh đan cũng bị vô gian ma tôn một đòn giết chết. Khuyên ngươi sớm quay đầu đi, đừng ở đây không tự lượng sức, khỏi chút nữa mất mạng. Vô gian nhỏ nhoi cũng dám giết bổn tôn, đợi hắn gặp bổn tôn còn không dám thở mạnh, nói không biết ngượng. Chút nữa đừng sợ tè ra quần là được. Trấn ngục mạn đà hoa đó tuy là linh dược tiên phẩm, nhưng cũng không thể mất mạng vì nó. Hay chúng ta quay về đi. Không cần, cho vô gian 10 vạn lá gan, hắn cũng không dám giết bổn tôn. Làm bộ làm tịch. Thánh nữ, đây là cao thủ bán đế, cho dù bị phong ấn thế này cũng đáng sợ quá, biết sợ rồi à? Giờ đi vẫn còn kịp. Vì sao ta phải đi? Việc chúng ta tới đã khiến ma tôn không vui, đi mau, nếu ma tôn nổi sát tâm, chúng ta chết là cái chắc. Đây chính là bản lĩnh của ngươi à? Giờ chạy vẫn còn kịp, nếu không lần thị uy tiếp theo chúng ta không chịu nổi đâu. Vô gian, mở to mắt chó ngươi nhìn xem, rốt cuộc bổn tôn là ai? Ngươi đi rồi, ngươi muốn chết thì thôi đi, còn muốn kéo theo cả bọn ta nữa hả? Súc sinh, còn không mau nhận tội với ma tôn đại nhân, nếu không chúng ta sẽ toi hết cả lúc đấy. Nhận tội với hắn ta, ông hỏi thử xem hắn có xứng không. Nhóc con vô gian, bổn tôn biết trấn ngục mạn đào hoa đang ở trong tay ngươi, trong vòng 5 giây giao hoa ra đây, nếu không bổn tôn sẽ lấy mạng chó của ngươi. 5. Muốn chết? Bổn tọa tung hoành một đời, ngoài không may thua dưới tay võ đế ra, chưa từng có kẻ nào dám chọc giận bổn tọa. Rốt cuộc là kẻ nào đang ở bên ngoài khiêu khích? Khởi bẩm ma tôn, là một thiếu niên. Thiếu niên? Bổn tọa muốn xem kẻ nào lại to gan như thế. 4. Là hắn. Đã mấy vạn năm trôi qua, sao hắn vẫn còn sống? 3. Coi như ta cầu xin cậu, đừng nói nữa, mau nhận tội với ma tôn đại nhân, cầu xin ngài ấy tha cho chúng ta một con đường sống đi. Tên súc sinh nhà ngươi, ngươi muốn chết thì thôi đi, còn liên lụy cả thánh nữ và lão phu, giờ lão phu sẽ lấy mạng ngươi, nhận tội với ma tôn đại nhân. Dừng tay.
giọng nói này lẽ nào là Ma Tôn đại nhân? Ma Tôn xuất hiện thật rồi, xem như ngươi biết điều. Trấn Ngục Mạn Đà Hoa này rất quan trọng với ta, có thể cho ta chút thời gian suy nghĩ không? Không ngờ Ma Tôn lại thỏa hiệp. Đây chính là vị Ma Tôn danh tiếng lẫy lừng đó sao? Dám kỳ kèo mặc cả với bổn tôn, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Ma Tôn đại nhân, tên nhóc này chỉ là một tu sĩ vừa mới luyện khí, ngài việc gì phải vậy? Ngươi thì hiểu cái gì, biết hắn là ai không? Khi hắn giết giới chủ Thương Loan, phá tan cửu thiên, bổn tọa vẫn chỉ là một tiểu ma tu vô danh, võ đế cũng chỉ là đệ tử nhỏ nhất của hắn. Nếu hắn muốn giết bổn tọa, dễ như trở bàn tay. Gì cơ? Trấn Ngục Mạn Đà Hoa là vật quan trọng để ta đến được bước đó. Ta đã đợi suốt 2 vạn năm, đóa hoa này mới dần dần trưởng thành. Ngài đây, Ma Tôn đại nhân gọi hắn là ngài. Chỉ dựa vào một đóa linh dược tiên phẩm, ngươi không đi được đến bước đó đâu. Bổn tôn có thể cho ngươi một cơ hội, trong tương lai làm giúp bổn tôn 3 chuyện, bổn tôn có thể chỉ dạy cho ngươi đi đến bước đó. Gì cơ? Ma Tôn đại nhân, lời của hắn có tin được không? Nếu ngài có thể đi đến bước đó thì sẽ trở thành đại đế. Người khác bổn tọa ắt sẽ không tin, nhưng hắn dạy ra được tam đế. Nghe nói đến con chó bên cạnh hắn cũng có đế tư. Đây là cơ hội duy nhất để bổn tọa nghịch thiên cải mệnh, phi thăng cửu thiên. Ta cho. Đây chính là Trấn Ngục Mạn Đà Hoa. Sự tồn tại của Ma Tôn vô gian, đến cả cha ta cũng không dám ngước nhìn. Không ngờ ở trước mặt hắn lại hèn mọn như vậy. Xem như tên nhóc ngươi biết điều, cứ đợi lệnh bổn tôn đi. Vô gian, cung tiễn đại nhân. Đại ca, cậu là đại ca của ta. Đại ca, đợi ta với đại ca. Ma Tôn lại gọi hắn là đại nhân. Sở công tử, thánh môn của ông còn gì để nói không? Chuyện liên hôn mong sở công tử cân nhắc thêm. Không có gì để cân nhắc, vừa nãy bổn tôn đã nói rồi. Nếu cô ta đồng ý làm thị nữ đi theo bổn tôn còn có thể cân nhắc xem có thu nhận cô ta hay không. Có gì ghê gớm chứ, dù có giỏi hơn nữa cũng chỉ là một tên phế vật luyện khí kỳ, còn muốn ta làm thị nữ cho, không đời nào. Chuyện này cậu cứ cân nhắc thêm đi. Cha, tên phế vật nhà ngươi còn dám vác mặt về, xem ra người làm quyền tông chủ như ta vẫn chưa chết ở Huyền Nguyên Thánh Môn, đã khiến vài kẻ nào đó thất vọng rồi. Theo ta thấy, tên phế vật này có thể sống sót quay về hẳn là do tham sống sợ chết. Chuyến này chắc chắn đã làm mất hết mặt mũi của võ tông. Đúng vậy, biết bao đệ tử chân truyền của Linh Đan Cảnh đã đi, đều không chết thì cũng tàn phế. Ngươi có thể bình an vô sự quay về, không phải là nhận thua thì còn có thể là gì? Loại phế vật như ngươi cũng đòi làm quyền tông chủ của võ tông, đúng là mơ mộng hão huyền. Hai người các ngươi là cái thá gì? Sao ta không nhớ những cuộc họp cấp này các ngươi cũng có tư cách mở miệng nhỉ? Ngươi chán sống rồi. Liên hôn lần này võ tông ta bị ngươi làm mất hết thể diện, ngươi có tư cách gì đòi đảm nhiệm quyền tông chủ? Ngươi nghĩ cũng đừng hòng. Vậy ý ông là nếu ta không làm võ tông mất mặt, các vị trưởng lão sẽ dốc sức giúp đỡ? Đó là hiển nhiên. Sao nào, lẽ nào ngươi muốn nói với chúng ta chỉ dựa vào một tên luyện khí kỳ như ngươi cũng có thể tung hoành ngang dọc ở thánh môn? Ha 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 ha. Đại trưởng lão, câu này có tính không? Có tính. Chẳng nhẽ cậu dám nói cậu đã vượt qua thử thách liên hôn? Ta không nói, ắt sẽ có người nói. Khi Thi Văn, Sở Dương đã lên được đỉnh thang trời, Thi Võ đã chém chết thánh tử Lôi Nguyên, còn được Huyền Nguyên Thánh Tôn triệu kiến. Thánh Tôn tôn xưng Sở Dương là Sở công tử. Ha 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 ha. Lên thang trời, giết Lôi Nguyên. Ngũ trưởng lão, tên nhãi này rốt cuộc đã cho ông bao nhiêu lợi lộc? Mấy lời nhảm nhí này mà ông cũng dám biện. Cho dù là ở thánh môn, người có thể lên được đỉnh thang trời cũng chỉ có môn chủ các đời mà thôi. Chỉ dựa vào tên nhãi này? Lôi Nguyên đó là đệ tử thánh môn, là thiên kiêu tuyệt thế trăm năm khó gặp, tuổi trẻ phơi phới đã đạt đến linh đan cảnh bát phẩm. Ngũ trưởng lão, chẳng lẽ ông muốn nói với bọn ta tên nhãi này dùng thực lực luyện khí kỳ giết linh đan cảnh, dùng sức chấu chấu để đá đổ xe? Ha 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 ha. Ta không nói dối, Sở Dương đúng là đủ rồi. Tên nhãi này kiêu căng ngạo mạn, mắt cao hơn trán, lão phu còn có thể hiểu được. Không ngờ
đến cả ông cũng thông đồng với hắn, lừa gạt mọi người. Tất cả đều là ta tận mắt chứng kiến. Tuyệt đối không nói bừa. Nếu đã là thật, vậy thì chứng tỏ hắn đã vượt qua thử thách. Tất nhiên, nếu đã vượt qua thử thách, vậy thì Huyền Nguyên Thánh Nữ đâu? Quay về một mình còn dám ở đây ăn nói ngông cuồng, đúng là trà sống. Một cô gái tầm thường mà thôi. Ta không cần. Thánh nữ tuyệt sắc khuynh thành, tài năng xuất chúng, loại chân đất mắt tết như ngươi cũng dám mơ tưởng thánh nữ. Đại trưởng lão, tên phế vật này đã làm mất hết thể diện của võ tông chúng ta, xin hãy hạ lệnh phế bỏ tu vi của hắn, đuổi khỏi tông môn, lấy lại uy nghiêm cho võ tông. Đại trưởng lão, không hay rồi. Huyền môn thánh nữ và nhị hộ pháp thánh môn đã dẫn theo rất nhiều người vào đây. Ngươi nói gì cơ? Kia chính là thánh nữ của Huyền Nguyên Thánh Môn. Nhan sắc này, đúng là tiên giáng trần. Hôm nay may mắn được nhìn thấy thánh nữ, dù có tổn thọ 10 năm, ta cũng đồng ý. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến nhị hộ pháp thánh môn đích thân ra trận? Ta thấy là thánh nữ đã nhìn rõ được sự yếu kém của ai đó, nên đến để từ hôn. Ta cũng thấy vậy. Những năm qua, vì liên hôn, võ tông chúng ta đúng là thương vong không ít. Nhưng bị thánh nữ đích thân đến từ hôn, đây vẫn là lần đầu tiên. Thể diện của võ tông chúng ta đã bị ngươi làm mất sạch rồi. Còn lâu nhé. Thánh nữ là đến, không cần phí lời với bọn họ. Bị thánh nữ từ hôn, ngươi còn có tư cách gì ở lại võ tông? Đẹp quá. Lần này, thánh nữ đến đây từ hôn là cơ hội tốt nhất của con. Nếu có thể trở thành chân truyền, liên hôn cùng với thánh môn, vậy thì vị trí tông chủ sau này sẽ là của con. Đồ nhi đã hiểu. Nhị hộ pháp, thánh nữ, hai vị đến võ tông đúng là vinh hạnh của võ tông. Mời hai vị vào điện ngồi. Chúng ta đến tìm người. Quả nhiên là đến từ hôn. Tất cả việc làm của Sở Dương chúng ta đã biết hết. Xin thánh nữ và nhị hộ pháp yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Đúng vậy, tên nhãi này ngông cuồng tự đại. Đồ đệ của lão phu, Triệu Vô Thương, cũng là đệ tử chân truyền của võ tông. Chi bằng hôm nay ta đến là để tìm hắn. Thái độ này của thánh nữ, e là hôm nay tên phế vật kia sẽ không chết đơn giản như vậy. Sở Dương, ngươi chết chắc rồi. Ta nghĩ kỹ rồi, lời ngươi đã nói, ta đồng ý. Lời ngươi đã nói, ta đồng ý. Đồng ý? Lẽ nào là thánh nữ thật sự đồng ý gả cho Sở Dương? Ngươi làm vậy là có ý gì? Bọn họ là ai? Sở công tử, xin đừng hiểu lầm. Họ đều là thị vệ riêng và thị nữ của thánh nữ, là do thánh tôn sắp xếp. Nếu đến chút tin tưởng cũng không có, vậy thì thôi đi. Thánh nữ đã chủ động hạ mình đến đây, hắn còn dám từ chối? Tên điên này, lẽ nào không sợ sẽ hại chết tất cả chúng ta, không sợ sẽ chọc giận thánh nữ à? Sở Dương, không được vô lễ, còn không mau xin lỗi. Không cần, đây là chuyện giữa chúng ta. Kêu bọn họ lui xuống hết đi, ta sẽ ở lại đây một mình. Cô nói gì cơ? Tên nhãi kia rốt cuộc đã làm gì? Sao lại cứ như thánh nữ muốn xin hắn liên hôn vậy? Cũng được. Sở công tử, thánh tôn đã nói, chỉ cần sau này cậu có bất kỳ yêu cầu gì, cứ việc nói với Huyền Nguyên Thánh Môn. Chỉ cần trong phạm vi năng lực, chúng tôi sẽ dốc sức thực hiện. Không cần, thứ các người có thể cho, ta không thèm. Hả? Lão phu cáo lui. Vậy mà lại có thể khiến thánh môn thần phục được đến mức này. Đừng tưởng ngươi có Huyền Nguyên Thánh Môn chống lưng cho thì có thể ngồi vững vị trí tông chủ, cho dù ngươi có bối cảnh hùng mạnh cỡ nào, chung quy cũng chỉ là một tên phế vật luyện khí kỳ, rồi sẽ có một ngày vẫn phải bại trong tay ta. Đã có được Trấn Ngục Mạn Đà Hoa, hiện giờ chỉ còn thiếu một chiếc vạc tiên là sẽ có thể chữa khỏi vết thương cho ngươi. Ngươi để ta sống ở đây á? Đây là chỗ ở của ta, cô ở phòng phụ. Ta là thánh nữ của Huyền Nguyên Thánh Môn, chưa từng ở nơi nào tồi tàn như thế này. Đó là trước đây, giờ thì cô không phải nữa rồi. Tốt hơn hết là cô mau làm quen với thân phận của mình đi. Hiện giờ cô là thị nữ của ta. Trước đây ở Vô Gian Tuyệt Điện, ta nghe ngươi nói có thể chỉ dạy Vô Gian Ma Tôn, đạt được đến mức đó. Ngươi nói thật chứ? Việc gì ta phải nói dối?
Vậy ngươi có thể chỉ dạy ta tu luyện được không? Làm tốt vị trí thị nữ của cô, hầu hạ bổn tôn thật tốt. Bổn tôn có thể cân nhắc chỉ dạy cho cô. Ai thèm chứ? Đun nước đi. Bổn tôn muốn tắm rửa thay giặt. Đun nước. Ta. Bổn tôn chỉ có một thị nữ là cô. Không phải cô thì là ai? Đun nước tắm cho đàn ông. Bà đây chưa từng chịu nhục như này bao giờ đâu. Đại ca, đại ca, đại ca. Đại trưởng lão mở họp. Kêu ta qua gọi cậu đến. Thanh ngữ, sống ở đây thấy thế nào ạ? Vẫn ổn, có gì nói nhanh đi. Chuyện của võ đế, ta đã cân nhắc xong rồi. Nếu cậu đã là người được võ đế chọn, yêu cầu của cậu, chúng ta ắt sẽ đáp ứng. Từ nay về sau, cậu sẽ là quyền tông chủ của võ tông chúng ta. Tẩy tủy phạt cốt đan đâu? Sở Dương, đến cả vị trí quyền tông chủ chúng ta cũng cho ngươi rồi. Ngươi đừng có quá đáng. Ngươi muốn làm gì? Vả miệng. Lão Phu đã ở võ tông 700 năm. Ngươi dám vả miệng ta? Thánh nữ. Sao thánh nữ lại nghe lời Sở Dương như vậy? Đừng nói 700 năm. Cho dù nghìn năm, vạn năm, bổn tôn muốn giết ông. Kẻ nào ngăn được? Ngươi. Trước đây đã đồng ý với cậu, nhưng mà tẩy tủy phạt cốt đan là đan dược tiên phẩm, cho dù là đã gom đủ nguyên liệu, võ tông cũng không có ai luyện thành đan được. Nếu không luyện ra được thì tìm người luyện ra được đi. Tình hình hiện giờ của võ tông ngươi cũng thừa biết, chúng ta đi đâu mời được luyện đan sư cấp tiên? Ngươi đang cố ý làm khó chúng ta đấy hả? Xa hoa như thế, chỉ biết hưởng thụ một mình. Nếu giao võ tông cho ngươi, há sẽ có kết cục tốt? Rõ ràng là chuyện đã hứa từ trước, bây giờ lại muốn lật lọng. Võ tông chúng ta làm việc từ khi nào lại trở nên vô sỉ như thế? Ông thành chó của Sở Dương từ khi nào thế? Luyện đan sư cấp tiên, thánh môn có thể mời được, có cần ta? Không cần. Nếu đã như vậy, ta không cần đan dược nữa, trả nguyên liệu lại cho ta. Các ngươi không luyện được, bổn tôn tự luyện. Luyện đan sư cấp tiên là sự tồn tại như thế nào? Cả cửu thiên lục địa này cũng chưa đầy một bàn tay, chọn bừa một vị, cũng đều là thượng khách của các thế lực hàng đầu. Tiên phẩm toàn năng há phải thứ ngươi có thể thay thế được. Chỉ một cấp tiên còn con, còn chưa lọt được vào mắt bổn tôn. Nếu hắn đã muốn luyện thì cứ đưa nguyên liệu cho hắn đi, ta muốn xem Sở đại tông chủ của chúng ta rốt cuộc sẽ luyện ra được đan dược gì. Có điều ta phải nói trước, không luyện ra được đan là một chuyện, không đủ tư cách đảm nhận tông chủ lại là một chuyện khác. Nếu ngươi không luyện được đan dược, chúng ta sẽ phải cân nhắc lại. Chúng ta chọn ngươi làm quyền tông chủ liệu có phải hơi vội vàng hay không? Hôm nay nếu không luyện ra được đan, ta xem ngươi ăn nói kiểu gì. Thú vị đấy, ta không luyện được đan dược thì muốn cách chức tông chủ của ta, nhưng nếu ta luyện được thì sao? Tại sao không nói? Vẫn còn làm bộ làm tịch. Nhị trưởng lão là bô lão của võ tông, không thèm so đo với ngươi. Nếu ngươi luyện được thật, lão phu sẽ để ngươi tùy ý xử lý. Đây là do ông nói đấy nhé. Lão phu nói lời giữ lời, ta không tin loại tu sĩ luyện khí kỳ như ngươi lại có thể làm nên kỳ tích như toàn năng tiên phẩm. Đan dược tiên phẩm ảo diệu khôn lường, đến cả luyện đan sư cấp tiên cũng phải thất bại mấy chục lần mới luyện được đan. Hay là ngươi vẫn nên cân nhắc lại đi. Đúng đó, cân nhắc lại đi. Đến cả người thân thiết với ngươi cũng không tin tưởng ngươi. Ta xem ngươi sẽ luyện đan kiểu gì. Đan dược tiên phẩm còn con, cần mấy chục lần mới luyện được, là do bọn họ không có bản lĩnh. Bổn tôn không cần ra tay, cũng có thể một lần là luyện được. Đúng là bốc phét không sợ cắn lưỡi. Lẽ nào ngươi chỉ cần mấp máy mồm cũng có thể luyện được đan được cấp tiên à? Đúng vậy. Ông đoán đúng rồi đó, mang vạc tiên ra đây. Ngũ trưởng lão, ông luyện đan thay bổn tôn, bổn tôn đích thân chỉ dạy cho ông. Ta. Ngươi không luyện được đan thì cũng thôi đi, nhưng ngươi tự mình ba hoa khoác lác, lại muốn đẩy ngũ trưởng lão ra chịu nhục thay cho mình. Sở Dương, ngươi thật thâm độc. Ta chưa từng tìm hiểu về đan đạo. Bổn tôn nói ông làm được là ông làm được. Ngũ trưởng lão chưa từng luyện đan, ngươi đùng một cái dạy ông ấy luyện đan dược tiên phẩm, há chẳng phải là chuyện hoang đường? Nhẽ con, ngươi sẽ không định dùng miệng để bồi dưỡng ra một luyện đan sư cấp tiên thật đấy chứ? Ngũ trưởng lão. Được. Nổi lửa. Giả thần giả quỷ,
dưới chăm mắt dõi theo. Lão phu muốn xem thử ngươi sẽ giở được trò gì. Linh khí biến hỏa khí, ngưng tụ thành lửa. Linh dược vào vạc, ủ thành chất lỏng. Có phải ta làm hỏng rồi không? Như này cũng đòi luyện đan. Lãng phí đan dược thì có. Không cần vội. Nhắm mắt. Giải phóng thần hồn. Hòa vào vạc đan. Ngọc Linh Hoa không sợ lửa. Ủ trước đã. Đạt đến 7 phần, ngưng tụ thành đan dịch, lại ủ tuyết liên vạn năm. Như này xem ra, trình độ đan đạo của hắn tuyệt đối không thua kém bất kỳ khách khách nào của thánh môn. Nhưng bọn họ đều là những lão già đã sống cả mấy nghìn năm. Hắn mới chưa tròn 20 tuổi, sao lại có được trình độ đan đạo còn cao thâm hơn mấy lão già đó? Mặc dù ngũ trưởng lão lần đầu luyện đan, nhưng dưới sự chỉ dạy của Sở Dương, khống chế lửa luyện đan ổn định đến vậy, lẽ nào thật sự có thể luyện được đan? Mấy luyện đan sư cấp tiên kia không phải cần khổ luyện mấy nghìn năm, gian nan lắm mới đắc đạo được sao? Chỉ dựa vào một tên nhãi miệng còn hôi sữa, chỉ dạy vài câu đã có thể luyện được đan dược tiên phẩm. Đại trưởng lão, ông cũng coi thường luyện đan sư cấp tiên quá rồi đấy. Được rồi, ta luyện ra được rồi, vậy mà lại luyện ra được đan dược tiên phẩm. Sao có thể được? Giúp ông ta luyện được thật rồi kìa. Mùi đan dược này, khí tức này, đúng là đan dược tiên phẩm. Cửu trưởng lão, lời vừa nãy còn tính không? Đây, người đâu? Phế tu vi của ông ta cho ta, đuổi khỏi võ tông. Dừng tay. Dừng tay. Nhị trưởng lão, cứu ta với. Bổn tôn xử lý theo quy củ, ông dám ngăn cản. Nếu ngươi thật sự là người của võ tông ta, lão phu không quản được ngươi. Nhưng ngươi không phải. Câu này là có ý gì? Đại trưởng lão, lẽ nào ông không cảm thấy tất cả chuyện này có điều uẩn khúc sao? Hắn chỉ là một tên nhãi luyện khí kỳ, đến bài kiểm tra nhập môn cũng không qua, còn hắn lại nắm giữ võ đế lệnh, lên thang trời giết thánh tử. Chỉ nói vài câu đã giúp ngũ trưởng lão chưa từng tìm hiểu về đan dược luyện ra được đan dược tiên phẩm. Nói hắn không có ai dạy dỗ tuyệt đối không thể nào. Ông muốn nói gì? Thánh nữ là ai mà ngươi lại có thể dễ dàng nhận được sự ủng hộ, chứng tỏ ngươi chính là nội gián của thánh môn, muốn thôn tính võ tông của chúng ta. Giờ đây lại nóng lòng đuổi cửu trưởng lão đi. Ngươi đồ này vẫn chưa đủ rõ ràng à? Chẳng trách ngươi luôn một lòng muốn diệt trừ lão phu, thì ra ngươi chính là loại lòng lang dạ sói như vậy. Ăn nói nhảm nhí. Ngũ trưởng lão, lão phu rất tò mò, rốt cuộc ông đã được thằng nhãi này cho lợi lộc gì? Ta còn nghi ngờ hôm nay ông có thể luyện được đan dược cũng là mưu tính từ trước với tên nhãi này. Cậu có bị oan không? Ta sẽ điều tra rõ, nhưng trước lúc đó, để mọi người tín phục, tốt nhất cậu hãy tạm thời giao võ đế lệnh ra. Phải đó, tên nội gián như ngươi có tư cách gì để cầm võ đế lệnh của bọn ta? Không ngờ võ tông lại vô liêm sỉ đến mức này. Thanh nữ, chuyện của võ tông bọn ta mà cô cực kỳ để tâm, đủ để chứng minh suy đoán của lão phu. Tiểu tử, còn không giao võ đế lệnh ra đi? Các ông tưởng bổn tôn lãng phí thời gian với các ông là vì sợ các ông sao? Bổn tôn chỉ muốn giữ lại chút thể diện cho hậu nhân võ tông mà thôi. Ngươi xỉ nhục võ đế, muốn chết à? Được, đám sâu mọt võ tông nhiều thế này, bổn tôn cũng không ngại thanh tẩy võ tông đâu. Một kẻ ở cấp luyện khí kỳ, hôm nay lão phu muốn xem ngươi thanh tẩy võ tông thế nào. Hôm nay nếu không giao võ đế lệnh ra, ngươi không thể sống sót rời khỏi đại điện này. Không sai, để ta xem hôm nay ai có thể bảo vệ được ngươi. Nhìn kiếm đây. Khoan đã, võ đế lệnh ở đây, ai muốn lệnh bài cứ việc đến lấy. Giả thần giả quỷ, lão phu không tin trò quỷ quái này đâu. Võ đế hiển linh rồi, võ đế hiển linh thật rồi. Hơi thở này lẽ nào là... Khoan đã,
hơi thở mạnh mẽ quá. Hơi thở này quen quá, lẽ nào là... Còn nói không phải nội gián ngoại môn, dám mượn thế lực bên ngoài để đánh các trưởng lão. Hơi thở này không phải của thánh môn bọn ta. Thánh nữ, ta khuyên cô tốt nhất hãy tránh ra, đừng để bị liên lụy. Hôm nay phải tiêu diệt tên nội gián ngoại môn này. Dừng tay lại. Mở to mắt ông nhìn xem đây là ai. Quả nhiên ta đoán không sai. Đây. Võ đế. Lui xuống. Hậu nhân võ tông nhìn thấy bổn đế còn không quỳ xuống. Hậu nhân võ tông, tham kiến võ đế. Đây là... Không thể nào, không thể nào. Một tên nội gián ngoại môn, sao có thể triệu hồi thần linh võ đế chứ? To gan. Sư tôn. Truyền lệnh của bổn tông chủ. Nhị trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão, kết bè kết phái, đụng chạm bổn tôn, đuổi khỏi sư môn. Kẻ nào dám cầu xin, bị coi là đồng đảng. Cái gì? Tông chủ. Hắn mới đến mấy ngày đã làm tông chủ, còn đuổi mấy người nhị trưởng lão đi, chẳng trách thánh nữ cũng dựa dẫm vào hắn. Sư tôn, sư huynh, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Sở Dương, ta phải giết ngươi để báo thủ cho sư tôn. Nhị trưởng lão võ tông vô cùng ngỗ ngược, rõ ràng ngươi có thể giết họ, tại sao phải thả hổ về rừng? Hổ ở đâu ra? Dù sao họ cũng là nhân vật có địa vị cao trong võ tông, cho dù rời khỏi võ tông cũng có thể dễ dàng tìm được chỗ dựa mới. Lỡ khi đó họ kéo nhau trở lại thì sao? Kéo nhau trở lại thì sắn tay áo tiêu diệt. Ta lại muốn xem rốt cuộc kẻ nào đang ở trong tối. Dòng ngó võ tông. Ý ông là bây giờ võ tông được một tên tiểu tử cấp luyện khí kỳ đảm nhiệm chức tông chủ? Không sai. Nhưng trong tay hắn có võ đế lệnh, có thể triệu hồi võ đế hiển linh. Vậy nên bọn ta mới lâm vào kết cục này. Hiển linh chỉ là thần niệm mà thôi, bổn tôn có thể dễ dàng tiêu diệt. Xin Tử Vân Thiên Tôn ra tay tương trợ, nếu giúp bọn ta đoạt lại võ tông, võ tông sẽ mãi mãi phục tùng Tử Vân Thiên Tông. Một võ tông nhỏ bé không đáng để bổn tọa đích thân ra tay. Mang đế binh này giành lại. Võ tông, Thiên Tôn yên tâm, tại hạ sẽ không làm nhục sứ mệnh. Tốt quá rồi. La Thiên Tướng là cao thủ luyện hư cảnh, chỉ cách bán thánh một bước mà thôi. Ngài ấy đích thân ra tay, cộng thêm một đế binh, lần này chúng ta thắng chắc rồi. Sở Dương, tên tiểu tử kia, lần này ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi sỉ nhục lão phu. Báo. Đại trưởng lão, không hay rồi. Trưởng đại hộ pháp của Tử Vân Thiên Tông, La Thiên Tướng dẫn hơn 1.000 cao thủ đến tập kích võ tông chúng ta. Ngươi nói gì cơ? Được tin, nhị trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão đang ở trong đội ngũ đến xâm phạm của Tử Vân Thiên Tông. Tiêu rồi, chắc chắn là nhị trưởng lão dẫn Tử Vân Thiên Tông quay về báo thù. Bọn họ biết rõ ngọn ngành võ tông, lần này chắc là muốn cùng kẻ địch nội ứng ngoại hợp. Chúng ta sắp tiêu đời rồi, ba tên ăn cháo đá bát này. Đại trưởng lão, bây giờ tình hình nguy cấp, làm thế nào đây? Có cần xin chỉ thị của tông chủ không? Tông chủ trẻ tuổi, sợ rằng cũng sẽ lóng ngóng. Việc đến nước này chỉ đành vậy thôi. Truyền lệnh của ta, giải tán võ tông để giữ lại sinh lực. Giải tán võ tông, vậy thì võ tông sẽ mất còn đâu? Đại trưởng lão, ông phải suy nghĩ thêm. Không còn cách khác nữa, từ bỏ đất tổ vẫn còn cơ hội gây dựng lại. Nếu hôm nay chúng ta bị vây giết ở đây, võ tông sẽ tiêu tùng. Võ đế tiên tổ, các đời tông chủ, là ta vô dụng, không thể bảo vệ tốt căn cơ của võ tông, ta có lỗi với các vị. Bổn tông chủ vẫn còn ở đây, lo cái gì? Tông chủ, ngoài Tử Vân Thiên Tôn ra, Tử Vân Thiên Tông gần như là cao thủ võ lâm kiệt xuất nhất. Lần này bất cần chút thôi cũng sẽ là ngày võ tông diệt môn. Diệt môn chỉ là một đám thấp kém ở cảnh giới luyện hư thần thông, đâu cần lo sợ. Cậu là tông chủ võ tông,
mà còn không rõ cách biệt giữa ta và địch. Cậu đang làm bậy mà. Không được nhắc chuyện giải tán tông môn nữa. Truyền lệnh của bổn tôn, từ hôm nay không ai được bước chân ra khỏi võ tông nửa bước, làm trái sẽ bị xử tội phản tặc. Tông chủ, tông chủ, đại trưởng lão, tông chủ rõ ràng đang làm bậy mà. Phải đó, nếu giao võ tông vào tay cậu ta, chúng ta sớm muộn cũng sẽ tiêu đời. Tiêu rồi. Có vẻ quyết định của ngươi hơi sơ suất. Ta thừa nhận ngươi hơi thần bí, nhưng Tử Vân Thiên Tông không thua kém gì thế lực của Huyền Nguyên Thánh Môn, còn La Thiên Tướng cũng là kẻ mạnh hàng đầu cấp luyện hư cảnh. Ngươi làm vậy chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Võ tông là tông môn đế thống, sở hữu di sản của võ đế từng trấn áp cửu thiên thập địa, đám tép diêu kia đâu thể lay động. Đúng là vậy, nhưng kể từ thất bại trong trận chiến định mệnh quyết định tương lai võ tông 1 vạn năm trước, di sản của võ tông đã không còn nhiều. Đừng nói là đế binh, đến cả đạo khí cũng chẳng còn mấy. Ngươi lấy gì để đấu với Tử Vân Thiên Tông? Cứ chờ xem đi, chỉ cần bổn tôn vẫn còn ở võ tông, đừng nói là Tử Vân Thiên Tông, cho dù là kẻ mạnh chân đế cảnh giáng thế cũng không thể lay động võ tông. Tuy hắn tự cao tự đại, nhưng dù sao cũng từng giúp thánh môn. Ngày mai bất luận thế nào, ta cũng bảo vệ hắn. Nhưng những người khác, ta thực sự không có cách. Ngày tận thế của các ngươi đến rồi. Ba tên phản đồ các ngươi, bây giờ nói những lời này quá muộn rồi. Giao tên tiểu tử Sở Dương ra đây, tránh gây thêm tai họa. Không đời nào, trừ khi bước qua xác của ta. Luyện hư cảnh đỉnh cao, tiêu rồi. Tôn một kẻ cấp luyện khí kỳ làm tông chủ, không ngờ võ tông lụt bại đến mức này. Bổn tọa lại muốn xem tên tiểu tử đó ghê gớm cỡ nào. Hai người đi dẫn tên tiểu tử đó đến đây. Vâng. Lần này sợ là ngày tận thế của võ tông, ngươi mau trốn đi, chỉ có ở Huyền Nguyên Thánh Môn mới an toàn. Ngươi, Sở Dương, sư tôn ta đã dẫn người của Tử Vân Thiên Tông giết vào đây, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Các ngươi cũng xứng để gọi thẳng tên húy của bổn tôn sao? Đại trưởng lão đã bị trấn áp, giờ không ai có thể bảo vệ ngươi nữa, vẫn dám ở đây giả thần giả quỷ, muốn chết mà. Trương Thánh Ngữ, sao đến cô cũng bảo vệ tên vô dụng này thế? Không liên quan đến ngươi, chỉ là một tờ hôn ước thôi. Tên vô dụng này có chỗ nào sánh được với ta? Đợi hắn chết rồi, ta cũng có thể thực hiện hôn ước hai nhà. Ngươi không xứng. Cô, đây là chuyện của võ tông bọn ta. Trương Thánh Nữ, cô thật sự muốn nhúng tay vào sao? Ngươi mau đi đi, ta vẫn còn đạo khí trong tay, có thể kéo dài thời gian cho ngươi. Nếu là trước đây, bọn ta sẽ kính nể cô 3 phần. Nhưng lần này người đứng sau bọn ta là Tử Vân Thiên Tông, nếu cô vẫn không lui xuống, đừng trách lão phu không nể tình. Sở Dương, sắp bị ngươi hại chết thật rồi, không tự lượng sức mình. Mau chạy đi, nếu không đi chúng ta không ai thoát được đâu. Đạo khí hộ thân, lão phu lại muốn xem cô có thể đỡ được mấy chiêu của lão phu. Phá. Lần này để ta xem ai có thể cứu ngươi. Cửu trưởng lão đích thân ra tay, tên tiểu tử này chết chắc rồi, chỉ tiếc rằng không thể ra tay giết hắn. Lui. Bọn họ sẽ không làm khó ta đâu. Mau đi đi. Đi đâu? Vốn không muốn giết đám thấp cổ bé họng các ngươi, là các ngươi tự tìm cái chết. Một tên tép diêu cấp luyện khí kỳ như ngươi, cộng thêm một thanh kiếm gì, cũng dám chống lại lão phu, ngươi mới là kẻ tự tìm cái chết. Vậy sao? Cái gì? Sao có thể chứ? Lão phu sao có thể bị một tên cấp luyện khí kỳ như ngươi giết chứ? Là thanh kiếm đó, là thanh kiếm được treo trên đại điện. Hóa ra là một đế binh. Đế binh? Bây giờ biết thì muộn rồi. Thế này, ngươi thoát được không? Sắp đến lượt ngươi rồi. Sao có thể chứ? Một tháng trước ngươi vẫn là một tên vô dụng ở Sở gia, nhưng bây giờ... Sở Dương, đừng giết ta, chúng ta là huynh đệ ruột thịt. Huynh đệ? Phải, chúng ta là huynh đệ. Hãy nhớ lại khoảng thời gian chúng ta ở Sở gia, ngươi không nhắc nhở, ta cũng quên mất. Tông chủ, tông chủ,
Tông chủ, Tử Vân Thiên Tông đã giết vào tông môn rồi. Mấy người đại trưởng lão khó mà chống đỡ. Đi giết người. Đại ca, đợi ta với. Giết. Giết. Giết các ngươi cũng làm bẩn tay ta. Tiên tổ Võ Tông vẫn còn sống, các ngươi cũng dám làm bậy. Ông vẫn tưởng Võ Tông là đế tông năm xưa độc chiếm Cửu Thiên Thập Địa à? Đại trưởng lão, ta khuyên ông, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu ông ngoan ngoãn cúi đầu, ta có thể giữ lại mạng cho ông. Nằm mơ đi, chỉ cần ta vẫn còn sống, Võ Tông sẽ không thể rơi vào tay đám phản đồ các ngươi. Vốn định niệm tình cũ, giữ lại mạng cho ông là ông tự tìm cái chết. Giết. Các vị tiên tổ, ta có lỗi với các vị. Võ Tông sắp bị hủy hoại trong tay ta rồi. Đi chết đi. Đây là gì? Thánh địa Võ Tông đâu thể để đám thấp hèn các ngươi làm bậy. Thánh địa Võ Tông đâu thể để đám thấp hèn các ngươi làm bậy. Tông chủ, mau chạy đi, mấy tên thấp kém này vẫn chưa đủ tư cách bắt ta chạy. Tên tiểu tử kia, ngươi cũng may mắn đấy, mấy người lão cửu lại không bắt được ngươi. Ông có thể chờ xem, rốt cuộc bọn họ có thể quay về không? Cái gì? Lẽ nào? Chẳng trách một tên cấp luyện khí kỳ tay cầm kiếm gì cũng có thể hống hách thế này. Hóa ra là có Huyền Nguyên Thánh Môn chống lưng. La Thiên Tướng là nhân vật lớn thứ hai ở Tử Vân Thiên Tông, nghe nói 700 năm trước đã đạt đến đỉnh cao luyện hư cảnh. Luyện hư cảnh thôi mà, vẫn chưa đủ để bổn tôn để mắt. Con kiến kia, nói gì thế hả? Ngươi điên rồi à? Nếu chọc giận hắn thì không thể xoay chuyển nữa đâu. Chuyện này vốn không còn đường xoay chuyển. Dám chà đạp Thánh địa Võ Tông, hôm nay Tử Vân Thiên Tông không có ai có thể sống sót rời khỏi đây. Hỗn láo, bổn tôn phải xem một con kiến như ngươi lấy đâu ra tự tin dám ăn nói như vậy với bổn tôn. Một con kiến thôi, không cần La hộ pháp đích thân ra tay đối phó với tên tiểu tử cứ này. Để ta đi. Cũng phải, tránh để máu của con kiến này làm bẩn quần áo của bổn tọa. Lui xuống hết đi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Không ổn, tông chủ, còn dám phản kháng, ngoan ngoãn nhìn xem kiến chết thế nào đi. Tông chủ, Võ Tông lại dùng thứ rác này, xem ra Võ Tông các ngươi lụn bại thật rồi. Sớm biết thế này, ban đầu nên để cậu ấy chọn một tiên khí, ít nhất bây giờ vẫn còn cơ hội sống sót. Dựa vào thứ rác rưởi trang trí ở đại điện, cũng muốn đối phó với lão phu, vậy ông hãy mở to mắt lên nhìn xem thứ tiên tổ để lại rốt cuộc có phải rác hay không. Vậy ông hãy mở to mắt lên nhìn xem thứ tiên tổ để lại rốt cuộc có phải rác hay không. Đây không phải rác sao? Sao lại có hơi thở mạnh mẽ thế này? Hơi thở này lẽ nào là đế binh? Đây là đế binh. Cái gì là đế binh? Hôm nay ta sẽ dùng đế binh mà tiên tổ để lại để chém tên phản đồ nhà ông. La hộ pháp, cứu ta với. Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Ngươi điên rồi, cho dù có đế binh nhưng mà tu vi của ngươi là điểm yếu, không thể đánh lại bọn họ. Muốn chết đây mà, ngươi cũng chỉ nhân lúc ông ta khinh địch mới may mắn giết được ông ta thôi. Trong tay có đế binh thì sao? Kiến mãi mãi chỉ là kiến thôi. Tông chủ, cậu mau dựa vào sức mạnh của đế binh chạy đi, cứ mặc kệ bọn ta. Ồn ào, hôm nay ta sẽ để các ngươi biết sự khủng khiếp của luyện hư cảnh, là điều mà cho dù con kiến như ngươi có cầm đế binh cũng không thể nào bù đắp được. Ngươi tưởng đây chỉ đơn giản là đế binh thôi sao? Trong đế binh lại có sự tồn tại thần uy mạnh mẽ thế này. Đây lẽ nào là, chẳng trách hơi thở đó lại vô cùng quen thuộc, là tiên tổ Nhân Hoàng Võ Đế. Võ Đế, lui. Đây là bội kiếm của Võ Đế năm xưa, Vấn Thiên Kiếm. Chẳng trách hắn tự tin như thế, hóa ra là có đế binh vô cùng mạnh mẽ.
bội kiếm của võ đế thì sao? Chỉ dựa vào tên vô dụng này, chẳng lẽ có thể vận dụng toàn bộ sức chiến đấu của thanh kiếm này giết ngươi, không cần đích thân bổn tôn ra tay? Võ đế quay về. Là võ đế hiển linh rồi. Cuối cùng cũng ra tay rồi, võ tông có thể thoát khỏi nguy cơ. Bổn tôn phi thăng cửu thiên chỉ mới 3 vạn năm, con sâu mọt ở đâu ra? Dám đến xâm phạm võ tông, đánh hậu nhân võ tông ta hả? Võ đế tiên tổ hiển linh, đến bảo vệ chúng ta rồi. Đừng sợ. Hiển linh cái quái gì? Chỉ là tà niệm, võ đế để lại ở nhân gian thôi. Đừng tưởng chỉ có võ tông các ngươi mới có đế binh, Tử Vân Thiên Tông ta cũng có. Hơn nữa, chuyên dùng để trấn áp tàn niệm này, tháp chấn thiên. Mở. Tiêu rồi. Tử Vân Thiên Tông có dã tâm lớn, muốn tiêu diệt võ tông, mang đến cả đế binh bảo vệ tông môn. Tháp chấn thiên. Không ổn. Đế binh này có thể mở một lãnh vực, trấn áp mọi kẻ mạnh dưới cấp bán đế. Đế binh thế này, tiếc quá. Cái gì? Nói khoác trắng trợn. Hôm nay bổn tọa sẽ tiêu diệt thần niệm này, tiêu diệt căn cơ của đế tông các ngươi, để ngươi biết sự lợi hại của Tử Vân Thiên Tông. Tiêu rồi. Thần niệm của tiên tổ bị tiêu diệt, võ tông ta cũng sẽ tiêu tùng. Chịu chết đi. Ai nói với ngươi đây là một thần niệm? Ngươi nói gì cơ? Đây không phải thần niệm, đây là võ đế phân hồn. Bây giờ biết thì muộn rồi. Giết. Tiêu rồi. Đánh sư tôn của ta, còn muốn chạy. Đó là ai? Hồn khí của tháp chấn thiên. Nỗi nhục hôm nay, ngày sau sẽ trả thù. Hy vọng lần sau kẻ đến nộp mạng. Là một nhân vật lớn. Rút lui. Không hổ là đế binh, bảo vệ tông môn, cứ để bọn họ rút lui thế sao? Coi như bọn họ chạy nhanh. Không hổ là người mạnh nhất cửu thiên thập địa. Đến cả một phân hồn cũng hơn kẻ mạnh cấp bán thánh. Hậu nhân võ tông, tham kiến võ đế tiên tổ. Tham kiến võ đế. Tham kiến võ đế tiên tổ. Tham kiến võ đế. Tham kiến võ đế. Võ đế hiển linh, mà hắn không dao động gì. Kỳ lạ quá. Sư tôn, đồ đệ ở trên cửu thiên đã giành được lãnh thổ rộng lớn, nhưng bao giờ đồ đệ mới có thể đợi được ngài chứng kiến? Một mình đi đường tiên đúng là cô độc. Yên tâm đi, không lâu nữa đâu. Ta không nhìn nhầm chứ? Mắt võ đế đang ngấn lệ. Từ nay về sau, sở thánh vi tôn. Kẻ nào dám bất kính với sở thánh, có nghĩa là bất kính với bổn tôn. Võ đế cư nhiên gọi hắn là sở thánh. Sở thánh. Bái kiến sở thánh. Bái kiến sở thánh. Bái kiến sở thánh. Tháp chấn thiên comeback rồi. Chả có nhẽ. Thiên tôn, phải làm gì tiếp theo ạ? Cứ tưởng thế nào, có đế binh thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là một đạo phân hồn, cùng lắm phát huy được 3 phần thực lực của đế binh. Tiểu tử ngông cuồng, dám hạ nhục bổn tôn. Alo cho lão tổ đê. Lần này, bổn tôn phải đích thân đến võ tông, khiến võ tông vĩnh viễn trở về với cát bụi. Sao ngươi cứ bình chân như vậy thế? Việc gì mà phải sồn sồn lên? Bây giờ võ tông được võ đế bảo kê, dù đó chỉ là một đạo phân hồn. Nếu Tử Vân Thiên Tôn đích thân dẫn đế binh tới, thì võ tông toang là cái chắc. Sơ chuyện nhỏ, ta tự khắc có cách. Về thánh môn, ý là muốn nhờ cha ta ra tay sao? Ta nói thật nhá, lão tổ của bọn ta đã tọa hóa từ 7.000 năm trước rồi. Còn cha ta, đến giờ vẫn chưa đột phá được thánh nhân cảnh. Kể cả cha ta có đồng ý ra tay, thì phía Tử Vân Tông, một khi lão tổ chúng ra tay, dù cha ta có dốc hết sức bình sinh, cũng chẳng bỏ bèn gì. Ai bảo ta muốn nhờ ông ấy ra tay? Ơ vậy ngươi,
đến đây làm gì trời, vô gian, đến lúc rồi. Ha ha ha, cuối cùng cũng được tự do rồi, ngươi điên à, hắn là ma tôn phá cửu thiên thập địa năm đó đấy, cho hắn 10 lá gan cũng không dám. Vô gian, tham kiến sở thánh, là sao? Vô gian, trước kia ngươi đã hứa làm 3 việc với bổn tôn, hôm nay, giúp bổn tôn làm việc đầu tiên đi. Hứa Sở Dương này chẳng phải kiêu ngạo lắm sao? Động tí là đòi sáo bài tông môn, đến nay đối mặt với Tử Vân Thiên Tông là tự khắc quay về, cầu cứu thôi. Đúng đấy, thấy bảo tiểu tử kia đi nhiều vả ma tôn rồi. Tên ma đầu kia cao ngạo phải biết, năm đó thánh tôn vì muốn làm sáng tỏ một số ma chân nửa tháng trời, bên ngoài vô gian tuyệt đạo cũng chả thấy ma đầu kia xuất đầu lộ diện, thế thì tiểu tử kia nằm mơ đi. Ha ha ha, đúng đấy, tiểu tử kia cố tình không đến nhờ ngài, cố làm ra vẻ huyền bí để thánh môn chúng ta sập bẫy. Nếu chốc nữa nó đến nhờ vả thánh tôn, ngài tuyệt đối đừng đồng ý. Thế cơ à, các ngươi đánh giá bản thân cao quá rồi. Chẳng lẽ là hắn sao? Cười ẻ, chỉ cần Tử Vân Thiên Tông thổi một phát là cả võ tông tàn canh. Lúc này ngươi đến thánh môn chắc lại muốn cầu xin thánh tôn chứ gì. Biết ngay mà, Huyền Nguyên thánh môn khẩu khí cũng gớm nhờ, dám ăn nói hỗn hào với sở tông. Hu Aziu, ẩn nấp ở thánh địa hàng vạn năm mà không biết bổn tọa là ai à? Vô gian ma tôn, không ngờ hắn triệu hồi được cả vô gian ma tôn. Vô gian ma tôn, cư nhiên gọi tiểu tử kia là sở thánh. Sở công tử, thánh môn và võ tông vẫn luôn trị trị em, đừng vì mạo phạm hộ pháp môn mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta. Thánh môn các ngươi ghê gớm lắm mà, có coi ta ra gì đâu. Mong sở công tử cho thánh môn một cơ hội. Sở Dương, thực chất cha ta vẫn muốn giúp võ tông. Nếu thị nữ của ta đã mở lời, bổn tôn sẽ cho thánh môn các ngươi một cơ hội. Đa tạ sở công tử. Thánh tôn, bối cảnh hàng vạn năm của thánh môn được đế binh bảo kê, sợ đếch gì khứa họ sở kia. Vô gian ma tô đáng gờm như vậy còn phải cung kính trước hắn. Sở công tử này lì mì xì ra khói, lần này là cơ hội của thánh môn ta đấy. Nan ý, từ nay kẻ nào dám bất kính với sở công tử, đừng trách bổn tôn ác. Thôi toang, tông chủ còn chưa về, hôm nay võ tông diệt môn. Một đám súc sinh, ông liều mạng với tụi bây. Nước cống mà đòi, so sánh với đại dương. Hắn bảo muốn đấu với nhân vật tầm cỡ mà, giờ bổn tôn đến rồi, thằng gái to kia đâu? Cái ngữ ngươi, đéo có cửa gặp tông chủ ta, chán sống à? Tử Vân Thiên Tông, các ngươi đang tự đào mồ chôn đó à? Tông chủ chạy ngay đi. Chả trách gáy to thế, thì ra đằng sau có Huyền Nguyên thánh môn làm bệ đỡ à? Tử Vân Thiên Tông khôn hồn cục cái pha xuống, thì chuyện này còn có thể thương lượng. Nếu không Tử Vân Thiên Tông sẽ có cái kết thảm thấy. Không ngờ Huyền Nguyên thánh môn lại tệ hại như vậy, đến nay võ tông rơi vào tình cảnh lạc lõng, đến mức phải liên hôn. Kể cả võ tông có suy tàn, thì Tử Vân Thiên Tông ngươi cũng đéo đủ tuổi dẫm đạp. Đường đường Huyền Thánh Tôn lại quỳ dưới chân một con kiến luyện khí kỳ. Nếu đã như vậy, bổn tôn khuyên ngươi, chi bằng quy phục Tử Vân Thiên Tông, làm chó cũng phải chọn chủ nhân tốt mới ăn được thịt chứ. Khôn hồn rút lui đi.
Một khi nóng máu đừng hỏi bố cháu là ai. Ồ, con chó này cũng khá phết nhờ, ngay cả hộ tông đế binh Huyền Nguyên hỗn độn cũng triệu hồi được. Nếu hôm nay chỉ có mình bổn tôn, có lẽ cụ đi chân lạnh toát rồi. Nhưng mà đáng tiếc quá, Huyền Nguyên tiểu tử, lão phu còn chưa tọa hóa mà ngươi dám hống hách ở đây à? Là Tử Vân lão tổ. Vãi ỏ, toang rồi ông cháu ơi. Hắn là lão tổ Tử Vân Thiên Tông đấy. Thì ra đây là thực lực của thánh nhân cảnh. Nể mặt lão tổ ngươi và lão phu từng trị chị em quốc ngay và luôn, lão phu sẽ tha cho Huyền Nguyên thánh môn. Nếu không, thánh môn tàng canh, khôn hồn cút về Huyền Nguyên thánh môn đi. Nếu không, cơ ngơi 3 vạn năm của thánh môn sẽ bị hủy diệt trong hôm nay. Kể cả như vậy, Huyền Nguyên thánh môn sẽ không bỏ rơi võ tông đâu. Lão phu cho ngươi cơ hội rồi đấy. Kể từ hôm nay, thánh môn xin là xin vĩnh biệt cụ. Diệt võ tông ta sao? Thằng già kia, ngươi chưa đủ tuổi, danh con mới ở luyện khí kỳ mà dám lên mặt với lão phu à? Để ta chống mắt lên coi bố con thằng nào dám cản ta. Tông chủ chạy ngay đi, hắn là cường giả thánh nhân ấy, ngay cả Huyền Nguyên thánh tôn cũng phải tắt điện. Muộn rồi, một đòn dốc toàn lực của cường giả thánh nhân, tất cả sinh linh trong vòng 100 dặm đều về chầu ông bà. Võ tông, tới số rồi. Võ tông, hủy diệt hết đi. Quất đờ heo. Đó là dăm ba mấy thằng thánh nhân mà cũng đòi ra rẻ trước mặt ta à? Là hắn, vô gian ma tôn. Ngươi bị phong ấn rồi mà. Nếu bổn tọa không ở đây thì sao mà biết được lũ giỏi bọ lai dám hỗn sực như vậy chứ? Sở thánh, hai khứa này nên xử lý như nào ạ? Một ma tôn bán đế mà lại cung kính với con kiến hôi. Giết. Rõ. Toang, chạy mau. Tháp chấn thiên. Chạy mau. Nghĩ gì thoát được? Huyền Nguyên hỗn độn chung, hai đế binh bị giết cùng lúc, quả đúng là sự kiện ngàn năm có một. Chịu chết đi. Sở thánh, thấy sao? Amazing good cho chứ, chưa đủ. Tử Vân Thiên Tông, hủy diệt. Rõ. Võ tông đã hạ gục Tử Vân Thiên Tông một cách ngoạn mục, 10 vạn đệ tử hộ pháp cũng về chầu ông bà hết, đến cái nhịp cũng chẳng còn. Trận chiến thiên mệnh 1 vạn năm trước, tên tổ võ tông bại dưới tay tiên vương, thế là tiên vương được giác ngộ thăng thiên, trở thành đại đế, còn võ tông suy tàn ngay sau đó. Không ngờ sau hàng vạn năm, võ tông tép diêu này lại lật ngược tình thế chóng mặt. Khi bảo vực vạn đạo mở ra, thế lực tiên triều sẽ không dung tha cho bất cứ sự khiêu khích nào. Mong thánh vương hạ lệnh đích thân dẫn quân san bằng võ tông. Một võ tông tép diêu chưa đủ trình để tiên triều ra tay. Tuyên bố thiên hạ, nếu tất cả các thế lực thiên nhân giới còn muốn tiến vào bảo vực vạn đạo, hãy nhớ lấy, bổn vương hận võ tông. Phải làm sao đây? Chỉ cần một câu của kim thánh cổ vương là đủ hủy hoại tất cả tài nguyên tu luyện của võ tông rồi. Sợ đích gì, sao lại không sợ? Bảo vực vạn đạo là bảo địa lớn nhất ở thiên nhân giới. Trước kia võ tông ta không bằng tiên triều, nhưng chỉ cần nhặt bừa chút tài nguyên bên ngoài bảo vực là đủ sức duy trì. Nhưng giờ thiếu tài nguyên nhất thời thì không sao, nhưng lâu dài như vậy, võ tông không thể đào tạo thế hệ sau đâu. Cho dù có nhiều thủ đoạn bảo vệ võ tông thì võ tông vẫn sẽ bị diệt vong hoàn toàn. Tông chủ, toang rồi, tất cả các thế lực tinh nhuệ đang tập trung về phía võ tông, mờ mưu lật đổ võ tông ta đây mà. Dám hống hách trước mặt sở thánh, để bổn tọa xử. Không cần. Thiết lập hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận sao? Dù cầm cự được một thời gian, nhưng chúng ta vẫn thiếu hụt tài nguyên. Về lâu dài, e rằng các ngươi muốn tài nguyên còn gì, bổn tôn đưa các ngươi đến một nơi hay ho. Gì vậy, vô gian? Giúp ta làm việc thứ hai đi, bảo vệ võ tông. Rõ. Đi thôi.
tông chủ, nơi đây đúng là một vùng bảo địa, khắp nơi đều là tiên thảo linh đan. Đúng đấy, mới chốc nhát mà kiếm được một nùi tài nguyên đủ cho cả võ tông ta tu luyện 2 năm ấy chứ. Đây là đâu? Sao lại nhiều tài nguyên thế? Đây chẳng phải là bảo vực trong mơ của các ngươi sao? Chả có nhẽ đây là nghịch tặc võ tông dám đột nhập vào bảo vực vạn đạo, vãi cả bảo vực vạn đạo. Nếu không phải hám địa hầu cảnh giác, phái bọn ta đến kiểm tra, có khi lại để mấy con hoãng tụi bay sổng mất thì chết. Tông chủ chạy mau, chạy à? Các ngươi quên đây là đâu à? Mọc cánh cũng đéo thoát nổi. Nếu không thoát được, vậy hủy diệt hết đi. Chỉ dựa vào lũ ăn hại các ngươi à? Vãi đạn, chúng có đế binh. Giết hết. Ôi rồi ôi. Hám địa hầu đang trên đường tới đây rồi, các ngươi đừng hòng thoát. Hà, sợ đếch gì bố con thằng nào? Hám địa hầu là cường giả số 2 ở tiên triều vạn đạo đấy. Thế bảo 5.000 năm trước, hắn đã đạt đến cảnh giới thánh nhân rồi, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Nếu không chạy nhanh, là oảng đấy bro. Rồi, kể cả kim thánh cổ vương của tiên triều vạn đạo đến đây, bổn tôn cũng chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Hầu ra, hình như chúng đang ở trong bảo vực. Bảo vực vạn đạo là chỗ ở cũ của thanh đế năm đó. Nếu là hứa khác, có lẽ chúng vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng hướng đó là hậu hoa viên của thanh đế, nơi đó đã bị kết giới phong tỏa, ngay cả cổ vương cũng không dám đi vào. Thế nên bọn này chết là cái chắc. Đuổi theo. Rõ. Ở đây có kết giới, không vào được. Nhân lúc chúng chưa đến, chúng ta chạy hướng khác mau. Có chạy đằng trời. Tiến thêm một bước sẽ rơi vào thí sát đại trận của bảo vực đấy. Tiến thêm một bước, mất mạng như chơi. Các ngươi có dám không? Thí sát đại trận á? Chả có nhẽ là hậu hoa viên của thanh đế sao? Chẳng trách phía trước lại đáng sợ như vậy, thì ra đây là nơi ở cũ của thanh đế. Thấy bảo từ khi thanh đế thăng thiên suốt 10 vạn năm chưa có kẻ nào dám vào đây. Đây là ngõ cụt rồi. Ta khuyên các ngươi giơ tay chịu trói đi. Lão tử còn cho ra đi thanh thản, tính sao giờ? Toang rồi. Đối với lũ kiến hôi, đây đúng là ngõ cụt, nhưng với bổn tôn chả là cái thá gì. Tông chủ đừng mà, bỏ mẹ rồi. Tông chủ hồ đồ quá, ngu thì chết chứ bệnh tật gì thế à? Nani, hắn vào được rồi, chỉ cần theo ta vào kết giới, đảm bảo các ngươi an toàn. Let's go. Gì vậy trời? Sao chúng lại vào được chứ? Không thể nào, chẳng lẽ sau 10 vạn năm dòng dã, kết giới đã biến mất rồi sao? Là sao? Cứ bước vào trong theo dấu chân của chúng đi. Rõ. Bổn ác quá, biết ngay mà. Lệch đi đâu được. Quả nhiên vẫn ổn. Không ngờ ngay cả chỗ ở của thanh đế mà hắn có thể dễ dàng tìm cách đi vào như vậy. Ngắt bừa một linh dược, cũng là thiên phẩm, không hổ là hậu hoa viên của thanh đế. Đây là linh dược tiên phẩm vạn hóa đại linh hoa. Đại ca, dáng vẻ của hắn như kiểu đến nơi ở của cố nhân vậy. Chẳng lẽ giữa hắn và thanh đế, chẳng lẽ giữa hắn và thanh đế có mối liên hệ gì sao? Chắc do mình đang nghi quá thôi. Sở Dương có lợi hại đến đâu cũng chỉ là người của thời đại này, sao có thể liên quan đến thanh đế đã thăng thiên từ 10 vạn năm trước chứ? Tông chủ, mong ngài đưa ra chỉ thị tiếp theo ạ. Các ngươi cần tài nguyên mà, đây là nơi giàu tài nguyên nhất bảo vực vạn đạo, còn chưa rửa lòng à? Tại hạ không có ý đó, ta sợ ở đây lâu chúng sẽ đuổi kịp mất. Hay là các ngươi nghĩ ta sợ nên mới trốn ở đây chứ gì? Bổn tôn chỉ muốn đến đây gặp lại bạn cũ thôi. Còn về khứa hám địa hầu kia, bổn tôn thổi phát là bay. Bạn cũ á? Bạn cũ sao? Không biết trời cao đất dày, tiểu tử ngươi biết nhân vật tầm cỡ nào? Từng sống ở đây không hả? Bỏ mẹ chúng đuổi đến rồi. Đây là nơi ở cũ của thanh đế. 10 vạn năm trước, ngài đã giác ngộ thăng thiên ngay tại đây.
phế vật như ngươi, mở mồm ra nhận người quen bừa bãi. Bây giờ ta đã ở một tầm cao mới, ai như cái ngữ tu vi thấp kém. Nhà ngươi hả? Phế vật, dám hạ nhục bổn hầu. Loại ăn hại như ngươi, vừa mới bảo sẽ thổi bay ta bằng một hơi sao? Hôm nay bổn hầu chống mắt lên coi ngươi làm được cái vẹo gì. Bảo vệ tông chủ. Đại ca, cứu ta, tông chủ, chạy đi. Tiếp chiêu, mau chạy. Tiểu Thanh, sư tôn mượn tạm đồ của con. Gì vậy trời? Đây là hám địa phen này lành ít dữ nhiều. Rốt cuộc kẻ nào dám thách thức thánh uy của tiên triều ta? Không thể nào, ta đường đường là cao thủ thánh nhân cảnh giới một người trên vạn người. Hắn chỉ trưởng nhẹ một phát mà khóa mõm hám địa hầu luôn, sao ta có thể bại dưới tay một con kiến hôi luyện khí cảnh như ngươi chứ? Kể cả Khứa Cổ Vương của tiên triều vạn đạo kia, bổn tôn cũng đéo ngán. Được chết dưới tay bổn tôn là vinh hạnh của ngươi. Ngươi muốn giết ta sao? Ta là hám địa hầu do Cổ Vương thân phong đấy. Ngươi mà giết ta, Cổ Vương không tha cho ngươi đâu. Ô, ngươi chưa hiểu ý bổn tôn à? Cổ Vương mà ngươi tôn thờ, bổn tôn nhìn bằng nửa con mắt. Định chạy à? Mơ đi cưng. Người đâu? Hám địa hầu đâu? Hầu gia phát hiện nghịch đồ Vũ Tông trong bảo vực vạn đạo nên mới cùng các cao thủ tiên triều đi tiêu diệt chúng, giờ vẫn chưa thấy về. Oảng rồi, hầu gia oảng rồi sao? Mong Cổ Vương hạ lệnh, vi tướng sẽ dẫn quân đi trấn áp ngay. Không cần, Võ Tông tép diêu mà cũng đòi nghịch thiên cải mệnh. Được, bổn vương sẽ đích thân ra tay để cho chúng biết thế nào là lễ hội. Hồ Không Gầm lại tưởng Hello Kitty à? Ngươi là tông chủ, cậu không nên giết hám địa hầu. Đúng thế, nếu người này chết e là sẽ chọc giận Kim Thánh Cổ Vương. Nếu việc này xảy ra, ngay cả khi cậu dùng mọi cách thì chúng ta sẽ ở lại đây mãi mãi. Kim Thánh Cổ Vương lợi hại thế à? Họ nói đúng, nếu Ma Tôn ở đây chúng ta có thể tạm thời chống lại Kim Thánh Cổ Vương, nếu không chúng ta cùng ta giải quyết tàn cuộc này trước đã. Tông chủ, giờ này vẫn còn tâm trạng chơi cờ sao? Năm đó ta còn một ván cờ chưa chơi xong. Sư phụ, người đến thật rồi. Nhỏ kia, ngươi còn nợ ta một ván cờ. Sư phụ, con vẫn không thể đi bước cờ đó. Thế giới này giống như một bên bàn cờ, vô cùng đạo pháp. Trong cục diện này, nằm trong bàn cờ thì là như này, nằm ngoài bàn cờ sẽ là như này. Một cú xoay chuyển đã trở thành ngõ cụt. Sư phụ, con đã hiểu. Đi vào ngõ cụt xoài, còn chơi gì nữa? Ai nói thế? Ú à, ngõ cụt đâu rồi? Sao hắn chơi cờ giỏi dữ vậy? Chuyện gì đây? Kim Thánh Cổ Vương, Kim Thánh Cổ Vương. Tông chủ, tông chủ, bổn vương nghĩ 10.000 năm qua sẽ khiến Võ Tông trở thành một nhân vật, không ngờ Võ Tông lại nhận người luyện khí kém cỏi là tông chủ. Kim Thánh Cổ Vương đến rồi, chúng ta chạy mau. Hôm nay dù người ở Cửu Thiên tới đây, ta cũng phải chơi xong ván cờ. Loại thấp kém mà có tính cách như này, hôm nay ta sẽ đích thân loại bỏ ngươi, coi như đời này của ngươi không vô ích. Một đám nằm dưới đáy xã hội cũng có thể giết ta sao? Ta cũng tò mò các người đã dùng thủ đoạn gì. Xem đánh cờ.
dám bơ bổn vương. Tông chủ cẩn thận, những người luyện khí dưới tay bổn vương không thể trốn thoát. Sao mình không cử động được? Sư phụ, trong bước đi đầu tiên, người đã đẩy bản thân vào ngõ cụt, xem ra lần này Tiểu Thanh thắng chắc, vậy sao? Cái gì? Ngươi đã phá vỡ sự tấn công của Kim Thánh Cổ Vương. Chả có nhẽ, thứ vừa đến vào lúc đó, rõ ràng là đế uy. Đó là đế binh, rõ ràng trong đó có chứa hơi thở của thanh đế. Ha 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 ha, chẳng trách kiêu ngạo thế. Thì ra là, nhờ vào uy lực của thanh đế. Đáng tiếc, một cổ đế đã thăng thiên được 100.000 năm. Một chút uy lực, bổn vương không thèm để ý. Kinh Long Khiếu. Cẩn thận, đây là cú đánh toàn lực của hắn, có thể dùng uy lực của thanh đế thì đã làm sao. Năm đó, tiên đế đã chém đầu chủ cũ của võ tông, hôm nay, bổn vương sẽ lấy đầu chủ mới. Nhớ lấy, trong thế giới này, anh là nhất. Giết. Thôi toang. Tại sao ngươi làm được? Đòn chí mạng. Kim Thánh Cổ Vương là người mạnh nhất thiên hạ. Ủa chạy dài. Xem ra, bổn tôn đã thắng. Sức mạnh khi nãy là như nào? Hắn là người mạnh nhất thiên hạ. Sao lại thất bại dưới tay ngươi? Ngươi đánh bại hắn không phải ta, là thanh đế. Thế chứ, ra là thanh đế đã ra tay, chúng ta thật may mắn. Nhưng sức mạnh khi nãy là như nào á? Người chơi cờ với hắn là thanh đế trong truyền thuyết sao? Nếu vậy, Sở Dương, ngươi đang che giấu bao nhiêu bí mật nữa? Xảy ra chuyện gì? Một đám thấp kém đã dựa vào uy lực của thanh đế mà dám ngạo mạn vậy? Ta không tin. Họ sẽ co rúm cả đời ở đó. Nghe lệnh. Rõ. Mau đi căn dặn Vạn Đạo Bảo Vực. Một khi võ tông có động tĩnh lạ, phải bẩm báo cho ta ngay. Rõ. Bổn vương nhân từ, đã tha cho các người năm đó. Lần này phải tiêu diệt tất cả. Tông chủ, Kim Thánh Cổ Vương sẽ không chịu để yên, hắn sẽ sớm quay lại. Chúng ta phải làm gì? Thu gom đủ nguồn lực chưa? Đã thu thập đủ những chiếc nhẫn? Đã đủ. Very good, anh em. Về võ tông. Tông chủ, đại ca chưa quay về. Bẩm, họ đã quay về võ tông, không ngồi yên được nữa rồi. Đã về võ tông, để ta xem họ còn sức để chống đỡ không. Truyền lệnh, bao vây võ tông. Bổn vương muốn để thiên hạ thấy kết cục khi đối đầu với Vạn Đạo Tiên Triều. Rõ. Lần này toang rồi, nếu còn ở lại Vạn Đạo Bảo Vực, uy lực của thanh đế có thể tạm thời chống lại họ. Hiện tại chắc chắn Kim Thánh Cổ Vương đã biết cậu quay về võ tông, chỉ dựa vào linh hồn của võ đế e là không thể chống lại Kim Thánh Cổ Vương. Ngươi quên mất bổn tọa rồi hả? Ô kìa, không có. Những năm qua, Kim Thánh Cổ Vương gần như đã tích hợp các nguồn lực trên thiên hạ. Nghe nói chỉ còn một bước để trở thành đại đế. E là chúng ta không phải đối thủ của hắn. Vậy sao? Để bổn tọa xem Kim Thánh Cổ Vương có bản lĩnh tới đâu. Chẳng trách lại quay về võ tông mà không sợ gì. Thì ra là một vị bán đế đã trấn thủ ở đây. Sao họ tới nhanh thế? Vạn Đạo Tiên Triều, tứ đại chiến tướng đã đến. Trong Vạn Đạo Bảo Vực có uy lực thanh đế giúp các người. Nhưng hiện giờ, để bổn vương xem còn ai có thể cứu các người.
banh to cái mắt lên mà nhìn. Bổn tọa là ai? Hắn là Ma Tôn. Khi bổn tọa tung hoành khắp thiên hạ, không biết các người đang khổ công tu luyện ở đâu, biết bổn tọa rồi. Còn không mau lướt đi. Nếu là nhiều năm về trước, ta sẽ đánh giá cao ngươi. Nhưng một tiểu ma đầu đã bị võ đế phong ấn lâu như vậy, không đáng để ta ra tay. Chán sống à? Việc phong ấn hàng chục năm đã khiến ngươi khác trước nhiều. Ma Tôn đã bị đánh bại, chúng ta phải làm gì? Phong ấn của võ đế khiến ta bị thương. Không sao, ngươi đã cố hết sức. Tiểu ma đầu này là con át chủ của võ tông sao? Nếu đã như vậy, bổn vương tuyên bố võ tông tiêu diệt. Hộ tông đại trận đã bị phá vỡ. Thôi toang, toang rồi. Đội quân của vạn đạo tiên triều đã tới đây. Cái gì? Kiếp nạn đã tới. Võ tông không giữ một ai. Hôm nay các thế lực đều đang quan sát. Bổn vương sẽ khiến cả thiên hạ biết kết cục khi khiêu khích tiên triều. Không ai có thể xâm chiếm uy lực của ta. Rót trà. Nhưng cha, đứng lại. Thấy chưa? Đây là chênh lệch sức mạnh. Nhiều tên thấp kém cũng không thể lay chuyển chân long. Mau chạy đi. Ta đã từng thấy chân long, nhưng không phải ngươi. Khắp thiên hạ này, ngoài ta ra, còn ai dám tự xưng là chân long? Bổn vương là chủ tể duy nhất trong thiên hạ. Ngươi chưa đủ tư cách. Ngươi nghĩ vài tên này và những tên đế binh có thể chống lại ta sao? Giết ngươi không cần ta đích thân ra tay. Vậy để ta xem bản chất kiêu ngạo của ngươi là cái gì. Ủa alo. Nếu ngươi muốn, bổn tôn sẽ cho ngươi thấy. Rồi để xem bản chất kiêu ngạo của ngươi là cái gì. Ủa alo. Nếu ngươi muốn, bổn tôn sẽ cho ngươi thấy. Đây là đâu? Trong 100 dặm cũng không có hơi thở của hắn. Chẳng lẽ hắn đã bị Kim Thánh Cổ Vương bắt? Không phải. Sự tồn tại của Sở Thánh, chỉ cần hắn không muốn, sự tồn tại của Cửu Thiên cũng không thể chạm vào hắn. Vậy là người bị đưa đi là Kim Thánh Cổ Vương. Cái gì? Không ngờ hắn đã nhận ra cách của không gian đại đạo. Lúc đầu đồ đần như ta đã nghi ngờ năng lực của Sở Thánh. Ngươi đã làm gì? Biết tại sao bổn vương không đích thân giết ngươi không? Vì Cửu Thiên không thể chống đỡ sức mạnh của ta, nên cần đổi nơi khác. Đây là ta không biết ngươi đã dùng thủ thuật gì, nhưng trước mặt ta tất cả chỉ là hành động vô ích. Đây là đế uy. Nhưng tại sao đế uy có thể xuất hiện trên người hắn? Tu vi của ngươi không thể hiểu được bổn tôn tồn tại như nào. Là tất nhiên. Khóa mõm. Ta không thể bị sỉ nhục. Ta đã trấn thủ tiên triều nhiều năm, chưa từng thất bại. Ở dưới Cửu Thiên, anh là nhất. Ta vẫn ở Cửu Thiên. Ai dám xưng đế? Ai dám nói mình là nhất? Ô chả có nhẽ. Chẳng lẽ đây là Cửu Huyền Thần Bào trong truyền thuyết? 20.000 năm trước, Cửu Thiên là một lục địa, nhưng người có sức mạnh bí ẩn
chỉ dựa vào sức mình phá vỡ cửu thiên, chấn sát giới chủ cửu thiên, sau đó mới có cửu thiên thập địa. Sư phụ, người có sức mạnh bí ẩn đó là ai? Không ai biết. Cũng không một ai biết mặt người này, thậm chí ngay cả nhân hoàng võ đế cũng gọi người này một tiếng sở thánh. Dấu vết duy nhất người này để lại cho cửu thiên là cửu huyền thần bảo, hội tụ sức mạnh tinh hoa của cửu thiên. Sở Dương, Sở Thánh, chẳng lẽ ngươi là? Chẳng lẽ ngươi là? Gì cơ? Đã bao lâu rồi? Cục diện đã xoay chuyển. Thì ra hắn là Sở Thánh. Sở Thánh thời kỳ Hoàng Kim. Đừng, đừng mà, được chết trong tay ta là chuyện đáng nhớ trong cuộc đời ngươi. Đừng, tổ tiên, cứu con. Đó là ai? Hình như là sức mạnh của cửu thiên. Tổ tiên, tông chủ mới của võ tông Sở Dương, người phá vỡ cửu thiên vào 40.000 năm trước. Bồ đế đã sớm biết danh tính của hắn. Gì cơ? Chỉ là không ngờ hắn vẫn sống. Sáu vị thần tôn của tiên tộc cũng chỉ như vậy. Ta đã đợi 3.000 năm, cơ hội cũng đã tới. Sau khi hắn ngủ say, hãy hút lấy bí mật trong tâm trí hắn. Lẽ nào bổn đế thừa nhận lúc đó hắn rất mạnh, tự mình có thể tạo ra một mặt phẳng? Hiện giờ mọi thứ đã khác, thời của hắn đã qua. Dù có mạnh thêm, hắn cũng chỉ là cao thủ của cửu thiên. Lần này bổn đế tới cửu thiên để giết hắn. Bổn đế rất muốn lấy linh hồn của hắn, rồi xem hắn có bao nhiêu bí mật. Gửi chiến thư, bổn đế muốn đấu tay đôi với hắn trước mặt chư thiên. Hơi thở đến từ cửu thiên. Bàn tay đó là ai? Đó là người của Vạn Đạo Tiên Triều. Cửu thiên, Vạn Đạo Tiên Triều, chẳng lẽ là Huyền Minh Đại Đế chấn sát tổ tiên võ tông, giành được thiên mệnh, hoàn thành đế các trong trận chiến thiên mệnh vào 10.000 năm trước? Báo tông chủ, Vạn Đạo Tiên Triều gửi chiến thư trước mặt tất cả chư thiên để đấu tay đôi với người. Người ký tên là Huyền Minh Đại Đế. Cái gì? Gửi chiến thư sao? Thông báo khắp nơi. Hành động này là không muốn cho cậu cơ hội từ chối. Tông chủ, không thể đi. Tổ tiên võ tông đã chết trong tay Huyền Minh Đại Đế. Dù như nào, chúng ta không thể nhìn cậu tới chỗ chết. Đúng thế, đây là cái bẫy. Không thể đi, đại ca. Có phải các người nghĩ Huyền Minh Đại Đế sẽ thắng ta? Ngươi không được khinh địch. Huyền Minh Đại Đế là sự tồn tại đến từ cửu thần, không phải Kim Thánh Cổ Vương, mà đánh đồng với nhau, ngươi cứ đi sẽ tới chỗ chết. Kim Thánh Cổ Vương không là gì trong mắt bổn tôn. Hoàng Minh Đại Đế của họ đến thì có làm sao? Ta vẫn thấy ghê tởm. Được, nếu họ muốn chiến thì anh đây chiều hồi âm. Sau 3 ngày ta đánh một trận với hắn ở ngoài thành. Sự tồn tại huyền thoại của Huyền Minh Đại Đế đích thân đến cửu thiên để giết một tên tiểu tử vô danh. Tên Sở Dương đó đến từ đây vậy, sao có thể khiến Huyền Minh Đại Đế ra mặt? Thế mà không biết à, hắn là tông chủ mới của võ tông. Nghe nói hắn trốn trong võ tông, lợi dụng uy lực đế binh võ tông để lại, may mắn trốn thoát Vạn Đạo Tiên Triều. Giờ lại dám nhận chiến thư của Huyền Minh Đại Đế. Không phải tiểu tử này đang nghĩ sẽ dựa vào uy lực võ đế trở thành số một thiên hạ chứ? Ta thấy hôm nay là ngày giỗ của hắn. Đến rồi kìa, Huyền Minh Đại Đế đến. Bái kiến Huyền Minh Đại Đế. Họ chưa tới sao? Đại Đế đã xuất hiện, có khi những tên đó đã sợ hãi bỏ chạy. Tổ tiên võ tông bọn họ là một bài học, lần này sao còn dám tới chỗ chết? Ta gửi các người đến võ tông trước, dù phải dùng cách nào cũng phải đưa Sở Dương tới. Tuân lệnh. Sở Thánh, từ thế hệ này sang thế hệ khác, bổn đế sẽ cho chư thiên thấy năm đó Sở Thánh phá vỡ cửu thiên đã là quá khứ.
bây giờ là thời của anh. Vậy sao? Hắn đến thật kìa, không ngờ hắn dám đến thật. Là ngươi muốn gặp bổn tôn? Đã nghe danh của ngươi từ lâu, chỉ tiếc là chưa ai từng thấy khuôn mặt của ngươi, bổn đế cũng muốn xem. Ngươi chưa từng gặp ta, cho thấy khi vạn vật đầu hàng ta năm đó, ngươi đã quỳ ở quá xa. Ta thừa nhận năm đó ngươi là một nhân vật lớn, đáng tiếc nhiều năm đã qua, ngươi vẫn không bước ra cửu thiên, huyền thoại nổi tiếng. Cũng chỉ có vậy, huyền thoại nổi tiếng đó. Đang nói đến tông chủ sao? Năm đó Sở Dương, Sở Thánh, lẽ nào là hắn? Cha, đây là ai? Đó là Sở Thánh. Sở Thánh, đây là người sáng lập ra cửu thiên thập địa, ngay cả nhân hoàng võ đế tung hoành cửu thiên năm đó cũng là đệ tử của hắn. Nếu hắn vẫn tồn tại, có lẽ võ tông không thành ra như này. Phụ thân, hắn... Cha biết rồi sao? Ma tôn tính tình ngạo mạn, dù võ đế đã ra tay phong ấn năm đó, bây giờ hắn cũng không chịu thua. Nhưng khi đối mặt với Sở Dương, trong mắt hắn chỉ có kính nể. Trên thế giới này chỉ có một người khiến ma tôn trở nên như vậy, đó là Sở Thánh, người dựa vào sức mạnh của mình phá vỡ cửu thiên. Năm đó ngươi có thể sống sót khiến ta rất bất ngờ. Thì ra là ngươi. Lúc đầu ta để ngươi và con chó đó được sống sót, lần này bổn đế đích thân ra tay, xem ngươi sẽ chạy trốn ở đâu. Chỉ sợ công lực ngươi không đủ. Ta là đại đế duy nhất trên thiên hạ, việc giết tên tiểu tử như ngươi chỉ trong phút mốt. Trước khi chết, ngươi hãy nhớ, đỉnh cao sự bất tử, tự hào của thế giới, huyền minh đại đế ta là bầu trời. Cẩn thận. Lại chơi trốn tìm nữa. Sở Dương, đừng xảy ra chuyện đấy. Ngươi sợ người khác thấy mình thất bại rồi cười vào mặt sao? Ta chỉ sợ sau khi giết ngươi sẽ tiếp tục phá vỡ cửu thiên thập địa. Không ngờ sau vài thập kỷ ngươi đã quay lại đỉnh cao. Nhưng đáng tiếc, bây giờ là thời của anh. Ngươi rút lui đi. Đằng Long, ngạo mạn. Cứ nghĩ sau khi vào cửu thiên, công lực của ngươi sẽ tiến bộ, không ngờ vẫn chỉ như vậy. Ngươi, tên ngu dốt, ta vẫn ở đây, còn dám ngông cuồng thay đổi vận mệnh. Tổ tiên cứu ta, đúng là một gia đình, già hay trẻ cũng giống nhau. Dừng tay. Sở Thánh, hôm nay ngươi khó mà trốn thoát. Ha ha ha, ba vị tiên vương của Vạn Đạo Tiên Triều đã đến, ngươi có là thiên thần cũng không thể chống lại. Hôm nay ngươi chết chắc. Việc giết ngươi không cần sư phụ ta đích thân ra tay, chúng ta là đủ. Cây gậy may mắn. Hắn đã đến. Võ đế, đợi đã. Hắn vừa nói chúng ta, lẽ nào Vạn Đạo Tiên Triều thật to gan, ngay cả sư phụ của ta cũng dám mạo phạm. Vạn Đạo Tiên Triều, hôm nay chết cả lũ. Đồ đệ tới muộn. Sư phụ, đợi chút. Một tên như ngươi, búng tay cái là toi. Thôi toang, tiên triều sẽ bị tiêu diệt hôm nay, chạy mau. Lão tổ, đưa ta theo với. Ngươi chạy được không? Sỉ nhục sư phụ ta, hồn vía tiêu tan.
họ là Võ Đế. Đó là Võ Đế. Võ Đế, Quỷ Vương, Thanh Đế, ba vị mạnh nhất cửu thiên trong 10.000 năm qua đã đến đây. Đợi đã, Sở Dương, Sở Thánh. Chẳng lẽ Sở Dương là Sở Thánh phá vỡ cửu thiên vào 40.000 năm trước? Chuẩn, đúng là Sở Thánh. Không ngờ sự tồn tại mạnh nhất của cửu thiên đang đứng trước mặt ta. Sở Thánh, Sở Thánh, Sở Thánh, Sở Thánh, Sở Thánh, Sở Thánh. Toang rồi, bổn tôn vẫn ở đây, ai dám xưng đại đế? Sở Thánh, 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 Sở Thánh. Sư phụ, đại đạo đã thành, nên đón sư phụ, du ngoạn cửu thiên. Đồ đệ nghênh đón sư phụ, du ngoạn cửu thiên. Cửu thiên sao? Vậy bổn tôn sẽ đi xem thử.